Cuốn 3, chương 4. Giải thích chú Vương Xá thành kinh chú ở thành Vương Xá. Luận hỏi: sao không nói ngay pháp Bát Nhã Ba La Mật mà nói và chú ở thành? Đáp: nói phương xứ, thời gian và nhân vật khiến lòng người sanh tịnh tín vậy. Sao gọi là chú? Thân có bốn oai nghi là nằm ngồi đi đứng, ấy gọi là chú. Lại nữa, để làm khiếp sợ bọn ma quân và khiến chúng đệ tử hoan hỷ nhập vào các thiền định, cho nên Phật chú ở thành Vương Xá này. Lại nữa, có ba thứ chú là Thiên chú, Phạm chú và Thánh chú. Chú pháp của trời lục dục gọi là Thiên chú. Chú pháp của Phạm Thiên cho đến phi phi tưởng thiên, ấy gọi là Phạm chú. Chú pháp của chư Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán gọi là Thánh chú. Trong ba chú pháp ấy, Đức Phật chú nơi chú pháp của bậc thánh, vì thương xót chúng sanh nên chú ở thành Vương Xá. Lại nữa, làm ba việc bố thí, trì giới, thiện tâm gọi là Thiên chú. Tu bốn tâm vô lượng là Từ bi hỷ xả gọi là Phạm chú. Tu ba tam muội là không vô tướng vô tác gọi là Thánh chú. Phật ở trong chú pháp của bậc thánh. Lại nữa, có bốn thứ chú là Thiên chú, Phạm chú, Thánh chú và Phật chú. Ba thứ như trên đã nói. Phật chú là vô lượng tam muội, như thủ lăng nghiêm, vân vân, mười lực, 18 pháp bất cộng, các thứ tuệ như nhất thiết trí, vân vân, và 18 vạn 4.000 môn pháp tạng độ người. Những công đức của chư Phật như vậy là chỗ trú xứ của Phật. Phật chú ở trong đó, lược nói về chú đã xong, nên nói về thành Vương Xá. Hỏi: các đại thành như Xá Bà Đề, Ca Tỳ La, Ba La Nạ đều có các nhà vua, cớ sao chỉ gọi thành này là Vương Xá? Đáp: có người nói vua nước Ma Kiệt Đà, có người con một đầu hai mặt bốn cánh tay, người thời bấy giờ cho là bất tường. Vua liền xé thân và đầu người con, đem quăng ra đồng vắng. Nữ quỷ la sát tên là Xà La hiệp thân nó lại đem về nuôi, sau lớn thành người, sức mạnh cùng thâu các nước, làm vua thiên hạ, bắt 8 vạn 4.000 quốc vương giam ở trong 5 núi này. Do lực thế mạnh chỉ có Diêm Phủ Đề, người Diêm Phủ Đề nhân đó gọi núi này là thành Vương Xá. Lại nữa, có người nói rằng trong thành của vua Ma Kiệt Đà ở trước đây bị lửa cháy, mỗi lần cháy, mỗi lần làm lại. Như thế đến 7 lần, quốc dân mệt mỏi, vua rất lo sợ, họp các người trí hỏi ý kiến. Có người nói nên đổi chỗ ở, vua liền tìm chỗ ở, thấy 5 núi này bao quanh như thành, liền dựng cung điện trong đó mà ở. Do vậy mà nó có tên là thành Vương Xá. Lại nữa, thời cổ đại, nước này có vua tên là Bà Tổng, tâm nhàm chán thế pháp, xuất gia làm tiên nhân. Lúc ấy các Bà La Môn tại gia cùng với các tiên nhân xuất gia luận nghị. Bà La Môn tại gia nói, kinh thờ nói, trong khi tế trời phải giết vật và ăn thịt, các vị tiên nhân xuất gia lại nói, trong khi tế trời không nên giết vật ăn thịt. Họ cùng nhau tranh cãi mãi. Các Bà La Môn xuất gia nói, ở đây có vị đại vương xuất gia làm tiên nhân, các người tin tưởng chăng? Các Bà La Môn tại gia nói, tin. Các vị tiên nhân xuất gia nói, ta nhờ người này làm chứng, hôm sau sẽ hỏi. Các Bà La Môn tại gia ngay đêm ấy đi đến trước chỗ tiên nhân Bà Tẩu, hỏi mọi việc xong, nói với tiên nhân Bà Tẩu, ngày mai luận nghị, ông hãy giúp chúng tôi. Như vậy, ngày mai khi luận nghị, các tiên nhân xuất gia hỏi tiên nhân Bà Tẩu, trong khi tế trời có nên giết vật ăn thịt chăng? Tiên nhân Bà Tẩu đáp, theo pháp của Bà La Môn, trong khi tế trời nên giết vật ăn thịt. Các tiên nhân xuất gia hỏi tiếp, còn thật tâm ông thì sao, có nên giết vật ăn thịt chăng? Tiên nhân Bà Tẩu nói, vì tế trời nên giết vật ăn thịt, con vật bị chết trong khi tế trời đó sẽ được sinh lên trời. Các tiên nhân xuất gia nói, ông nói không phải, ông đại vọng ngữ. Rồi họ liền thóa mạ nói, ngươi là kẻ mắc tội, diệt đi. Lúc ấy tiên nhân Bà Tẩu liền bị chôn xuống đất, lút mắt cá. Đó là cánh cửa ban đầu mở ra cho kẻ có tội lớn. Các tiên nhân xuất gia nói, người nên nói thật, nếu cố vọng ngữ thì thê ngươi sẽ bị chôn vào trong đất. Tiên nhân Bà Tẩu nói, tôi biết vì tế trời mà giết vật ăn thịt không tội, tức thì lại bị chôn vào trong đất đến đầu gối, như vậy chôn dần đến lưng đến cổ. Các tiên nhân xuất gia nói, người này vọng ngữ thì phải chịu quả báo hiện tại như thế, còn nếu như ngươi nói thật, tuy bị chôn xuống đất nhưng chúng tôi vẫn có thể cứu ngươi ra, tha tội cho. Bấy giờ tiên nhân Bà Tẩu tự suy nghĩ, ta là người quý trọng, không nên nói hai lời. Lại trong bốn pháp vệ đạo của Bà La Môn có nói đủ nhân duyên khen ngợi phép tế trời, chỉ ta một người chết có gì đủ cả, nên vẫn một lòng nói trong pháp tế trời giết vật ăn thịt không tội. Các tiên nhân xuất gia nói,
Ngươi là kẻ trọng tội dẹp đi, không cần nhìn thấy ngươi nữa. Khi ấy toàn thân bà tổ bị chìm trong lòng đất. Từ đó về sau và cho đến ngày nay, thường theo phương pháp của tiên nhân bà tổ, mỗi khi tế trời đều giết vật. Đứng lúc hạ đao giết thì nói, bà tổ giết ngươi. Con của bà tổ tên là Quảng Sa, kế vị làm vua, sau cũng nhàm chán thế pháp, nhưng lại không thể xuất gia. Quảng Sa suy nghĩ như vậy, tiên vương cho ta xuất gia mà bị chôn sống, nếu chỉ vì thiên hạ thì còn gây tội lớn, ta này nên tự xử thế nào đây? Trong lúc suy nghĩ như thế, vua bỗng nghe trong hư không có tiếng nói, ngươi nếu đi đến gặp chỗ mà ngươi thấy hiếm có, khó gặp được, thì ngươi nên làm nhà trong đó mà ở. Nói lời ấy xong để không còn nghe tiếng nữa. Chưa bao lâu vua đi săn, thấy một con nai chạy mau như gió, vua đuổi theo mà không kịp, bèn đuổi mãi không dừng, bá quan tùy tùng không ai theo kịp cả. Đi dần tới trước, vua thấy có năm hòn núi bao vây nghiêm ngặt vững chắc, đất bằng phẳng, cỏ non nhỏ mịn, hoa đẹp khắp nơi, đủ thứ cây rừng, hoa quả đầy rẫy, suối ấm ao tắm đều trong sạch, đất ấy trang nghiêm, nơi nơi có dải hoa trời, hương trời, nghe tấu nhạc trời. Lúc bấy giờ các ký nhạc cản thất bà vừa thấy vua lại, đều tự rút lui. Vua nghĩ đây là chỗ hy hữu chưa từng thấy, vậy đúng là ta nên làm nhà mà ở đây. Suy nghĩ như vậy xong, quần thần bá quan tìm dấu mà đến. Vua nói với quần thần, trước kia ta nghe thấy trong hư không có tiếng nói, người nếu đi đến chỗ mà thấy là chỗ hiếm có, khó gặp, thì ngươi nên làm nhà mà ở đó. Này ta đã thấy nơi hiếm có này, ta hãy làm nhà ở trong đó. Vua liền bỏ thành cũ mà ở núi đó, vị vua ấy đầu tiên trú ở nơi đó. Từ đó về sau đời đời tiếp nối ở đó, vị vua ấy tiên khởi tạo lập cung xá nên gọi là thành vương xá. Lực nói thành vương xá đã xong. Kinh trong núi kỳ xà quật, luận kỳ xà là chim thiếu, quật là núi. Hỏi sao gọi là thiếu đầu sơn? Đáp núi ấy đỉnh tợ chim thiếu, người ở thành vương xá thấy núi ấy tợ chim thiếu nên cùng nhau chuyển miệng gọi là thiếu đầu sơn, nhân đó mà gọi là thiếu đầu sơn. Lại nữa, trong rừng Thi Đà ở phía nam thành vương xá có nhiều xác người chết, các chim thiếu thường đến ăn rồi trở lại đậu ở đầu núi, người bấy giờ bèn gọi là thiếu đầu sơn. Núi này là núi cao lớn nhất trong năm núi, có nhiều rừng đẹp nước tốt, các bậc thánh hay ở đó. Hỏi đã biết nghĩa của núi Kỳ Xà Quật, còn vì sao Phật trú ở thành vương xá? Pháp của chư Phật là từ bi đối với tất cả, như mặt trời chiếu sáng vạn vật không đâu là không tới. Có các thành lớn như Âu Kỳ Ni, Phú Lâu Na Bạt Đàn, A Lam Sa Đa La, Phất Ca La Bà Đa, những thành lớn như vậy đông đúc giàu vui. Sao Phật không trú ở đó mà thường trú ở thành vương xá và xá Bà Đề, xá Vệ, các thành Bà La Nại, Ca Tỳ La Bà, Chiêm Bà, Ta Xí Đa, Câu Diệm Tỳ, Câu Lưu, vân vân. Tuy có khi Phật trú ở các nơi đó, nhưng phần nhiều Phật trú ở thành vương xá và xá Bà Đà. Làm sao biết Phật phần nhiều trú ở hai nơi đó? Vì thấy các kinh Phật phần nhiều nói ở hai thành ấy, mà ít nói ở thành khác. Đáp Phật tuy đại từ với khắp cả, nhưng các đại thành Âu Kỳ Ni vân vân là nơi biên quốc, nên không trú ở. Lại không ở đất gì ly xa, vì kẻ tệ ác nhiều, thiện căn chưa thuần thục, như kẻ nói, như ánh mặt trời chiếu, hoa đến lúc thì nở. Nếu hoa chưa thể nở, không thể ép phải nở, Phật cũng lại như thế. Bình đẳng mà thuyết pháp, thiện căn chín thì nở, chưa chín thời không nở. Vì vậy nên thế tôn, trú trong ba hạng người, lợi trí thiện căn chín, kiết xử phiền não mỏng. Lại nữa, vì tri ân, nên Phật phần nhiều trú ở hai thành vương xá và xá Bà Đề. Hỏi, vì tri nhân như thế nào mà phần nhiều trú ở hai thành ấy? Đáp, nước Kiều Tát La là nơi Đức Phật đản sanh. Như Phật trả lời Vua Tận Bà Tát La rằng, có quốc độ tốt đẹp ở tại bên núi tuyết, giàu vui nhiều báu lạ, tên gọi là Kiều Tát La. Họ thích giống mặt trời, ta sanh trong họ đó, tâm chán giả bệnh chết, xuất gia cầu Phật đạo. Lại Vua Ba Tư Nặc, quốc chủ nước Kiều Tát La, trú ở trong đại thành Xá Bà Đề. Phật là pháp chủ cũng trú ở thành này, vì hai chủ thì nên ở một nơi, nên Phật phần nhiều trú ở xá Bà Đề, xá Vệ. Lại nữa, nước Kiều Tát La là nơi sanh thân của Phật, vì tri ân nên Phật trú ở xá Bà Đề nhiều. Hỏi, nếu vì tri ân mà ở xá Bà Đề nhiều, thì nước Ca Tỳ La Vệ gần chỗ Phật sanh sao không trú ở đó nhiều? Đáp, Phật đã dứt hết kiết sử, không còn dư tập.
nên dù gần thân thuộc cũng không sanh dị tưởng. Nhưng các đệ tử dòng họ Thích phần nhiều chưa ly dục, nếu ở gần người thân thuộc thời tâm nhiễm trước dễ sanh. Hỏi: vì sao Phật không bảo hộ cho các đệ tử người thành xá Bà Đà mà lại trú ở đó nhiều? Đáp: đệ tử ở Ca Tỳ La Bà nhiều, khi Phật mới trở về nước cùng với 1.000 tỳ kheo của anh em Ca Diếp, họ là những người trước đã tu theo pháp Bà La Môn, hành khổ hạnh trong núi nên thân hình tiểu tụy. Lúc phụ vương của ngài trông thấy họ, cho rằng các tỳ kheo ấy không đủ để làm rạng rỡ cho Đức Thế Tôn, vua liền chọn con em của các quý nhân họ Thích và các tráng niên của thường nhân, mỗi hộ một người khiến xuất gia. Trong số đó có người thiện tâm vui đạo, có người không vui. Còn các tỳ kheo ấy vua giữ lại, không cho họ trở về bản xứ. Còn chúng đệ tử người xá Bà Đề thì không như vậy. Vì vậy nên Phật thường trú ở xá Bà Đề mà không thường trú ở Ca Tỳ La Bà. Lại nữa, phép xuất gia không nên ở gần thân thuộc, vì gần thân thuộc tâm dễ nhiễm trước như lửa, như rắn. Như còn các Bà La Môn tại gia vì sự học vấn mà không ở tại quê nhà, huống là hàng xuất gia sa môn. Lại nữa, thành xá Bà Đề lớn, thành Ca Tỳ La Bà không được như vậy. Thành ở xá Bà Đề có 9 ước nhà, nếu trú ở đó ít thời gian thì không thể độ được nhiều người, vì vậy cần phải trú ở đó lâu hơn. Lại nữa, thành Ca Tỳ La Bà là nơi Phật đản sinh, người trong đó đã tập hành lâu ngày, thiện căn thuần thục, trí huệ lanh lợi. Phật chỉ ở đó một thời gian ngắn để thuyết pháp, không cần đợi lâu, hóa độ xong rồi đi. Còn người ở xá Bà Đề hoặc mới tập hành, hoặc tập hành đã lâu, hoặc thiện căn thuần thục, hoặc thiện căn chưa thuần thục, hoặc lợi căn, hoặc độn căn, vì học nhiều thứ kinh thơ mà tâm lanh lợi, rơi vào các lưỡi tà kiến, thờ đủ hạng thầy, thuộc đủ loại trời và người, tập hành nhiều, vì vậy Phật ở đó lâu. Như thầy trị ung nhọt, biến mụn nhọt đã chín, phá cho vỡ mủ ra, sức thuốc rồi đi. Nếu mụn nhọt chưa chín, thầy ở lại lâu mà bôi chớm thuốc. Phật cũng như vậy, nếu đệ tử thiện căn thuần thục thì giáo hóa xong liền đi đến chỗ khác. Nếu đệ tử có thể độ mà thiện căn chưa thuần thục, thời ngài phải ở lại lâu. Phật xuất hiện thế gian chính vì muốn độ chúng sinh, đưa đến cảnh giới Niết Bàn nơi vui sướng an ổn, cho nên phần nhiều trú ở xá Bà Đề mà ít trú ở Ca Tỳ La Bà. Phật vì chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu pháp thân là ở xóm Yêu Lâu Tần La bên sông Ni Liên Thuyền thuộc nước Ma Kiệt Đà, nên trú ở thành Vương Xá nhiều. Hỏi: đã biết nhân duyên trú ở thành Vương Xá và xá Bà Đề nhiều, trong hai thành ấy sao ngài lại trú ở thành Vương Xá nhiều hơn? Đáp: vì báo ân chỗ sanh thân nên ngài trú ở thành xá Bà Đề nhiều. Hết thảy chúng sanh đều nhớ nghĩ đến sanh địa, như kệ nói: tất cả luận nghị sư yêu mến điều mình biết, như người nhớ sanh địa tuy xuất gia còn lụy. Và vì để báo ân được thành tựu pháp thân nên ngài trú ở thành Vương Xá nhiều. Chư Phật đều yêu mến pháp thân, như kệ nói: chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều cúng dường thờ kính và tôn trọng pháp thân. Pháp thân thủ thắng hơn sanh thân, nên trong hai thành ấy ngài trú ở thành Vương Xá nhiều hơn. Lại nữa, vì ở đó tinh xá có chỗ tọa thiền nhiều, chỗ khác không có, như Trúc Lâm, Bệ Bà La Bà Thứ, Tát Đa Ba Na Cầu Ha, Nhân Đà Thế La Cầu Ha, Tát Bà Thứ Hồn Trở Ca Bát Bà La. Trong năm núi Kỳ Xà Quật của thành Vương Xá có năm tinh xá như vậy. Trúc Lâm tinh xá ở Bình Điện, các nước khác không có nhiều tinh xá như ở đây. Thành xá Bà Đề có một tinh xá Kỳ Hoàn và một Ma Già La Mẫu Đường, không có nơi thứ ba. Nước Bà La Nại có tinh xá ở trong vườn Nai, tên là Lê Sư Bản Đà Na. Thành Tỳ Gia Lê có hai nơi là Maha Bàn và Lâu Xá, bên bờ ao Di Hầu. Cầu Diệm Di có một nơi tên là Vườn Cù Sư La, các nước như vậy, hoặc một nơi có tinh xá, hoặc rừng cây trống. Vì thành Vương Xá có nhiều tinh xá thích hợp cho người tọa thiền, nên Phật trú ở đó nhiều. Lại nữa, trong thành đó có lục sư ngoại đạo là Phú Na La, vân vân. Họ tự nói ta là người nhất thiết trí, sánh đối với Phật. Lại có các luận nghị sư ngoại đạo như Trường Trào Phạm Trí, họ Bà Ta, Cô Ca Na Đại, vân vân, là những oan gia của Phật, không tin Phật Pháp, buông lòng, tật đố. Vì có bọn người đó nên Phật trú ở đó nhiều. Ví như chỗ có cỏ độc thì gần bên đó nhất định có thuốc hay. Lại như kệ nói: ví như con sư tử là vua trăm loài thú mà thét với sâu con, tất bị chúng chê cười. Nếu ở giữa cỏ beo là loài thú dũng mãnh mà hăng hái thét to, kẻ trí nên như vậy. Các thầy luận nghị như mãnh hổ,
ở trong chúng không còn sợ hãi. Bậc đại trí tuệ thấy nghe nhiều là tối đệ nhất trong chúng đó. Vì các người đại trí đa văn đều ở thành Vương Xá nên Phật chú ở đó nhiều. Lại nữa, vua Tần Bà Tàn La đến ở đền thờ Già Gia trước Phật và 1.000 A-la-hán đã trừ kiết sử. Lúc ấy Phật thuyết pháp cho vua, vua được đạo quả Tu Đà Hoàn, liền thỉnh Phật, xin Phật và Tăng đi đến thành Vương Xá của con, suốt đời thọ nhận y phục ẩm thực, ngọa cụ y dược. Phật liền nhận lời, vì vậy Phật chú ở thành Vương Xá nhiều. Lại nữa, trong bốn phương của Diêm Phù Đề, phương Đông kẻ đầu, vì nơi mặt trời mọc tiếp đến phương Nam Tây Bắc. Tại phương Đông, nước Ma Kiệt Đà là tối thắng, trong nước Ma Kiệt Đà, thành Vương Xá là tối thắng, trong đó có 12 ước nhà. Sau khi Phật Niết Bàn, vua A Xà Thế vì lẽ nhân dân ít dần nên bỏ đại thành Vương Xá, mà dựng một thành nhỏ bên đó, rộng và dài một do tuần, đặt tên là Bà Tàn Là Tất Đà Hà, còn lớn hơn các thành khác, huống gì thành cũ Vương Xá. Lại nữa, trong thành đó, người phần nhiều thông minh, đều học rộng biết nhiều, các nước khác không như thế. Lại nữa, Phật sự biết, có người đáng được độ, chờ thời, chờ nói, chờ người giáo hóa mới có thể đắc đạo. Đó là Thích Đề Hòa Nhân và 80.000 chư thiên, phải ở trong thạch thất của Ma Già Đà mà đắc đạo. Vì thế nên Phật chú ở thành Vương Xá nhiều. Lại nữa, nước Ma Già Đà giàu vui, khất thực, dễ được, các nước khác không bằng vì ba nhân duyên. Một, vua Tần Bà Ta La ước sắc trong cung thường sắm sửa thức ăn cho 1.000 tỳ kheo. Hai, thọ Đề Già tuy sanh ở trong loài người mà hưởng thọ khoái lạc chư thiên, lại có nhiều yêu bà tắc giàu sang. Ba, Long Vương Ba La La có thiện tâm vâng theo giáo hóa làm đệ tử Phật, thường làm mưa tốt trừ cơ cẩn cho đời nên nước được no đủ. Như sau khi Đức Phật Niết Bàn, trưởng lão Đại Ca Diếp muốn kết tập pháp tạng, suy nghĩ nước nào nó đủ an vui, khất thực dễ được, để dễ chóng được kết tập pháp tạng. Suy nghĩ như vậy xong, nhớ trong thành Vương Xá có vua Tần Bà Ta La ức sắc thường sắm sửa thức ăn cho 1.000 tỳ kheo. Vua Tần Bà Ta La tuy đã chết mà lệ ấy vẫn còn, ở đó khất thực dễ được, dễ kết tập pháp tạng. Các chỗ khác không thể thường cúng dường như vậy, nếu lúc đi khất thực gặp các ngoại đạo đến luận nghị, nếu luận nghị với họ thì việc kết tập pháp tạng bị bê trễ, nếu không luận nghị với họ thì họ sẽ nói các sa môn không bằng ta. Suy nghĩ như vậy, Ngài Ca Diếp chọn lấy 1.000 a la hán tối thượng dẫn đến núi Kỳ Xà Quật kết tập kinh tạng. Như trong A Hàm và Tỳ Ni nói rằng nước Tỳ Gia Ly có lúc cũng đói khát, như trong kinh Hàng Nan Đà Bà Nan Đà Long Vương nói nước Bà Xá Đẻ đói kém, các nước khác cũng thường khi đói kém, còn trong nước Ma Kiệt Đẻ không có chuyện đó. Vì vậy nên biết nước Ma Kiệt Đẻ sung túc yên vui, khất thực dễ được. Lại nữa, thành Vương Xá ở giữa các núi nhàn tĩnh, tinh xá các nước khác ở bình địa, nhiều người phức tạp ra vào vì qua lại dễ nên không được nhàn tĩnh. Lại trong các núi này có nhiều tinh xá, các người tọa thiền, các người thánh nhân đều ưa chỗ nhàn tĩnh nên phần nhiều ở núi. Phật là chủ tài của các bậc thánh và người tọa thiền nên trú ở thành Vương Xá nhiều. Hỏi, nếu Phật trú ở thành Vương Xá được rồi, nhưng sao không trú ở Trúc Viên mà thường trú ở Kỳ Xà Quật? Đáp, tôi đã trả lời là thánh nhân và người tọa thiền ưa ở chỗ nhàn tĩnh. Hỏi, còn bốn núi khác là Bệ Bán La Bà Thứ vân vân, sao không thường ở mà thường ở Kỳ Xà Quật? Đáp, Kỳ Xà Quật là tối thắng trong năm núi. Tối thắng thế nào? Kỳ Xà Quật có tinh xá gần thành mà núi thì khó lên, nên hạng người tạp không hay đến gần, gần thành nên đi khất thực không nhọc. Vì vậy, Phật thường trú ở Kỳ Xà Quật mà không ở các chỗ khác. Lại nữa, trưởng lão Đại Ca Diếp ở trong Kỳ Xà Quật kết tập ba pháp tạng, độ xong những chúng sanh khả độ, muốn theo Phật vào Niết Bàn nên sáng sớm đáp y, ôm bát vào thành Vương Xá khất thực, rồi lên Kỳ Xà Quật nói với các đệ tử, ta nay muốn vào vô dư Niết Bàn. Nói như vậy xong, vào phòng ngồi kiết già, các thiền định vô lậu, tự huân ướp thân. Đệ tử của Đại Ca Diếp nói với các quý nhân, các người biết không, hôm nay tôn giả Đại Ca Diếp vào vô dư Niết Bàn. Các quý nhân nghe được đều hết sức u sầu nói, Phật đã diệt độ, Đại Ca Diếp hộ trì Phật Pháp nên lại muốn vào vô dư Niết Bàn. Các quý nhân, các tỳ kheo, vào lúc xế chiều tụ tập ở Kỳ Xà Quật, trưởng lão Đại Ca Diếp lúc xế chiều từ thiền định dậy, vào giữa chúng ngồi tán thuyết về vô thường, chẳng hết thảy pháp hữu vi, vì nhân duyên sanh nên vô thường, trước không nay có rồi hoàn không nên vô thường. Nhân duyên sanh nên vô thường nên khổ, khổ nên vô ngã, vì vô ngã, nên người có trí không nên chấp ngã và ngã sở.
Nếu chấp ngã và ngã sở thì bị vô lượng ưu sầu khổ não, trong hết thảy thế giới tâm niệm nhàm chán mà cầu đi dục. Thuyết các thứ khổ não như thế trong thế giới, khai mở tâm cho đại chúng khiến vào niết bàn. Nói lời ấy xong, tôn giả liền mặc y tăng giả lê, nhận được từ Phật, mang y bát cầm tích trượng, như chim kim sĩ hiện bay lên hư không, với bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi của thân. Một thân hiện ra vô lượng thân khắp cả thế giới phương đông, từ vô lượng thân trở lại một thân, phần thân trên xuất lửa, phần thân dưới xuất nước, phần trên thân xuất nước, phần thân dưới xuất lửa. Cả phương nam tây bắc cũng như vậy, làm cho chúng tâm nhàm chán đời đều hoan hỉ xong. Tôn giả ở tại đỉnh Kỳ Xà Quật cùng y bát đầy đủ phát nguyện, nguyện cho thân tôi không hoại, khi Đức Di Lặc thành Phật, cốt thân này của tôi xuất hiện trở lại, lấy nhân duyên ấy để độ chúng sanh. Phát nguyện như vậy, tôn giả đi thẳng vào trong đá ở trên đỉnh Kỳ Xà Quật, như đi vào bổn nguyễn, vào núi, vào sau núi khép lại. Về sau khi con người sống 84.000 tuổi, thân cao 80 thước, Phật Di Lặc ra đời, thần Phật cao 160 thước, mặt Phật 24 thước, vòng hào quang 10 dặm. Lúc ấy chúng sanh nghe Đức Phật Di Lặc ra đời, vô lượng người theo Phật xuất ra. Đức Phật ở giữa đại chúng thuyết pháp lần đầu tiên, có 99 ước người chứng được đạo quả A La Hán, đầy đủ 6 thông. Hội thứ hai có 90 ước người chứng được đạo quả La Hán. Hội thứ ba có 93 ước người chứng được đạo quả La Hán. Từ đó về sau độ vô số người. Nhân dân bấy giờ dần dần về sau sinh biếng nhát chán nản. Phật Di Lặc thấy chúng nhân như vậy, dùng ngón chân mà mở núi Kỳ Xà Quật ra. Lúc ấy cốt thân của trưởng lão Đại Ca Diếp mặc y tăng giả lê hiện ra, đảnh lễ chân Phật Di Lặc rồi bay lên hư không, hiện các thần biến như trước, để ở giữa hư không tự diệt thân mà vào niết bàn. Bấy giờ các đệ tử của Phật Di Lặc trông thấy lấy làm lạ hỏi, đó là giới nào tựa như người mà nhỏ, thân mặc pháp y mà có thể làm biến hóa? Đức Phật Di Lặc đáp, đó là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni ở đời quá khứ, tên là Đại Ca Diếp, tu hành A Lam Nhã, ít muốn biết đủ, bậc nhất về hạnh tu Đầu Đà trong hàng tỳ kheo, chứng được 6 thần thông cộng giải thoát và là Đại A La Hán. Lúc ấy con người sống 100 tuổi, tăng thì ít mà giảm thì nhiều, cho nên thân nhỏ mà có thể làm chuyện to như thế. Các người thân lớn lại căn, tại sao không làm được công đức như vậy? Bấy giờ các đệ tử đều hổ thẹn, sanh tâm rất nhàm chán. Phật Di Lặc tùy theo tâm chúng sanh mà thuyết các pháp cho họ. Có người được A La Hán, A Na Hàm, Tư Đà Hàm, Tư Đà Hàm. Có người gieo giống thiện căn Bích Chi Phật. Có người được vô sanh pháp nhẫn Bất Thối Bồ Tát. Có người sanh trong loài người, loài trời, loài người, hưởng thọ phước báo. Do vậy nên biết núi Kỳ Xà Quật là chỗ phước đức cát tường, các bậc thánh ưa ở. Phật là chủ tể của các bậc thánh, nên Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật. Lại nữa, núi Kỳ Xà Quật là trú xứ của các đức Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Như trong kinh Phú Lâu Na nói, Phật nói với Phú Lâu Na, giả sử cho tam thiên đại thiên thế giới đến kiếp thiêu cháy rồi lại sanh, ta vẫn thường trú trong núi này. Hết thảy chúng sanh vì kết sự buộc ràng, không tạo công đức để thấy Phật nên không thấy ta. Lại nữa, núi Kỳ Xà Quật là chỗ thanh tịnh tươi tốt của tam thế Phật và các Bồ Tát, không còn chỗ nào như vậy, nên Phật hay trú ở núi Kỳ Xà Quật. Lại nữa, các kinh đại thừa đều thuyết ở núi Kỳ Xà Quật, các chỗ khác thì ít. Vì sao vậy? Vì ở đó là chỗ thanh tịnh, có phúc đức nhàn tĩnh, là chỗ tam thế chư Phật ở, và mười phương các Bồ Tát cùng tán thán cung kính chỗ đó. Chư tiên rồng Dạ Xoa, Atula, Ca Lầu La, Cản Thát Bà, Chân Đà La, Ma Hầu La Già, vân vân, các quỷ thần đại lực thủ hộ cúng dường cung kính chỗ đó. Như kệ nói, núi Kỳ Xà Quật này trú xứ của chư Phật, an nghỉ của thánh nhân, vì che mát tất cả các khổ được giải thoát, chỉ còn chân pháp thôi. Lại nữa, vì ở đó vô lượng đại Bồ Tát có trí tuệ phước đức lực trong mười phương, thường đến chiêm ngưỡng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ cung kính nghe pháp. Phật thuyết kinh đại thừa phần nhiều ở núi Kỳ Xà Quật. Trong các kinh đại thừa, kinh Bát Nhã là tối đại, sao không thuyết ở núi Kỳ Xà Quật được? Lược nói núi Kỳ Xà Quật xong, chương 5 giải thích. Cộng Ma Hà Tỳ Kheo Tăng kinh cùng với chúng đại Tỳ Kheo Tăng luận, cùng là cùng một chỗ, cùng một thời, cùng một tâm, cùng một giới, cùng một sự thấy kiến, cùng một đạo, cùng một giải thoát, ấy gọi là cùng. Ma Hà là lớn, đại, hoặc nhiều hoặc hơn. Vì sao gọi là lớn? Nghĩa là ở trên tất cả mọi người, là đã dứt hết mọi chướng ngại, là được thiên vương đại nhân cung kính, ấy gọi là lớn. Vì sao gọi là nhiều?
Số đến 50.000 nên gọi là nhiều, sao gọi là hơn, nghĩa là có thể phá hết luận nghị của 96 phái ngoại đạo nên gọi là hơn. Vì sao gọi là tỳ kheo? Tỳ kheo còn gọi là khất sĩ vì nơi sống mình một cách trong sạch nên gọi là khất sĩ. Như trong kinh nói, xá lợi phất vào thành khất thực, được rồi hướng vào vách ngồi ăn. Lúc ấy có nữ phạm trí tên là Tịnh Mục đi đến, thấy xá lợi phất hỏi: Sa môn, ông ăn phải không? Đáp: Phải, tôi ăn. Ông là Sa môn cúi miệng xuống mà ăn phải không? Không phải. Ngửa miệng lên mà ăn phải không? Không phải. Ông vung miệng mà ăn phải không? Không phải. Ông quay miệng theo bốn phía mà ăn phải không? Không phải. Tịnh Mục nói: Cách ăn có bốn, tôi hỏi ông. Ông đều trả lời không phải, tôi không hiểu. Xin ông hãy nói cho. Có người xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh, như hòa hiệp, thuốc men, gieo lúa, trồng cây, vân vân, ấy gọi là cúi miệng xuống mà ăn. Có người xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh, như xem tinh tú, trời trăng, đón gió mưa, sấm sét, vân vân, ấy gọi là ngửa miệng mà ăn. Có người xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh, như du vậy, theo cường hào thế lực, thông xứ bốn phương, nói lời xảo trá để cầu được nhiều, vân vân, ấy gọi là vuông miệng mà ăn. Có người xuất gia mà nuôi sống mình một cách bất tịnh, như học các chú thuật, bói toán, tốt xấu, vân vân, ấy gọi là quay miệng theo bốn phía mà ăn. Này cô, tôi không rơi vào bốn cách ăn bất tịnh đó, tôi theo phép khất thực thanh tịnh mà nuôi sống mình. Lúc ấy Tịnh Mục nghe nói một cách thanh tịnh như vậy, sanh tâm hoan hỷ tín giải. Xá lợi phất nhân đó nói pháp cho nghe mà chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. Thanh tịnh khất thực để nuôi sống mình như vậy nên gọi là khất sĩ. Lại nữa, tỳ có nghĩa là phá, kheo có nghĩa là phiền não, phá được phiền não nên gọi là tỳ kheo. Lại nữa, người xuất gia gọi là tỳ kheo, cũng như người Hồ Hán, Khương, Lỗ đều có danh tự riêng. Lại nữa, thì thọ giới tự nói tôi là tỳ kheo suốt đời giữ giới nên gọi là tỳ kheo. Lại nữa, tỳ có nghĩa làm cho sợ, kheo có nghĩa là có thể làm cho ma vương và ma dân sợ. Đương khi xuất gia cạo tóc mặc pháp y thụ giới là lúc làm cho ma sợ. Vì sao sợ? Ma vương nói người ấy ắt được vào niết bàn. Như Phật nói người nào hay cạo đầu mặc pháp y nhất tâm thụ giới, người ấy dần dần dứt kiết sử để khổ mà vào niết bàn. Sao gọi là tăng già? Tăng già tàu dịch là chúng, nhiều tỳ kheo hòa hợp một chỗ gọi là tăng già. Như các cây lớn tụ lại rậm rạp gọi là rừng, mỗi một cây không phải là rừng, trừ mỗi một cây ra cũng không là rừng. Như vậy, mỗi một tỳ kheo không gọi là tăng, trừ mỗi một tỳ kheo ra cũng không là tăng, các tỳ kheo hòa hợp lại mới gọi là tăng. Tăng có bốn hạng: tăng biết xấu hổ, tăng không biết xấu hổ, tăng như dê câm, tăng chân thật. Sao gọi là tăng biết xấu hổ? Chỉ giới không phá giới, thân miệng thanh tịnh, có thể phân biệt tốt xấu, chưa đắc đạo, ấy gọi là tăng biết xấu hổ. Sao gọi là tăng không biết xấu hổ? Phá giới, thân miệng không thanh tịnh, không việc ác nào không làm, ấy gọi là tăng không biết xấu hổ. Sao gọi là tăng như dê câm? Tuy không phá giới nhưng độn căn không trí tuệ, không phân biệt được tốt xấu, không biết phạm khinh phạm trọng, không biết có tội không tội. Nếu có việc tăng hai người cùng cãi, thời không thể quyết đoán, im lặng không nói, ví như dê trắng, cho đến bị người ta đem giết cũng không thể la lên một tiếng, ấy gọi là tăng dê câm. Sao gọi là tăng chân thật? Hoặc bậc hữu học, hoặc bậc vô học, trụ trong bốn quả, thường hành đạo tứ hướng, ấy gọi là tăng chân thật. Trong đây hai hạng tăng, tăng có biết xấu, tăng như dê câm, có thể cùng chung làm 101 kiết ma, như kiết ma thuyết giới, thọ tuế, các việc đều được phép làm. Trong đó Thiệt Thanh Văn Tăng có 6.500, Bồ Tát Tăng có hai hạng là tăng có biết xấu hổ và tăng chân thiệt, còn Thanh Văn Tăng có một hạng là tăng chân thiệt, vì đây là thiệt tăng. Các hạng khác đều gọi là tăng, do đó nên gọi là tăng. Kinh 1/5.000 trong số lớn luận. Sao gọi là số lớn? Ít tăng lên, ít giảm xuống, ấy gọi là số lớn. Sao gọi là một phần? Là trong số đại chúng đông đảo chỉ lấy một phần, ấy gọi là phần. Các tỷ kheo ấy từ trong đại chúng ngàn vạn người, kẻ lấy 1/5.000 người, do đó nên gọi là 1/5.000 trong số lớn. Kinh đều là A-la-hán. Luận sao gọi là A-la-hán? A-la có nghĩa là dọc, hán có nghĩa là phá, phá hết thảy dọc phiền não, ấy gọi là A-la-hán. Lại nữa, A-la-hán đã dứt sạch hết các lậu, nên đáng được nhân gian và chư thiên cúng dường. Lại nữa, A có nghĩa là không, La-hán có nghĩa là sanh, nghĩa là không còn sanh lại trong đời sau, nên gọi là A-la-hán. Kinh các lậu đã hết.
Luật: ba thứ lậu của ba cõi đã dứt sạch hết không còn, nên gọi là các lậu đã hết. Kinh: không còn phiền não. Luật: đã đoạn trừ hết thảy các kiết sử, dòng trôi, tham ái, ách, trói, che lấp, buộc, vân vân, nên nói không còn phiền não. Kinh: tâm được giải thoát tốt đẹp, huệ được giải thoát tốt đẹp. Luận hỏi: vì sao nói tâm được giải thoát tốt đẹp, huệ được giải thoát tốt đẹp? Đáp: hàng ngoại đạo ly dục, tâm chỉ được giải thoát ở một xứ một đạo, chẳng phải được giải thoát hết thảy pháp chướng ngại. Vì vậy A-la-hán gọi là tâm được giải thoát tốt đẹp, huệ được giải thoát tốt đẹp. Lại nữa, các A-la-hán ở trong hai đạo tâm được giải thoát là kiến đế đạo và tư duy đạo, vì thế nên gọi là tâm được giải thoát tốt đẹp. Học nhân tâm, tùy được giải thoát mà chẳng phải giải thoát tốt đẹp, vì cớ sao? Vì còn kiết sử dư tàn. Lại nữa, các ngoại đạo không đầy đủ pháp trợ đạo, hoặc làm một việc công đức hoặc làm hai việc công đức mà cầu đạo, tất không cầu được. Như người chỉ bố thí để cầu thanh tịnh, như người tế trời nói là có thể thoát khỏi ưu não suy đồi, có thể sanh trong quốc độ thường lạc, cũng lại nói trong tám thanh tịnh đạo là: một, tự giác; hai, nghe; ba, đọc kinh; bốn, sợ nỗi khổ bên trong; năm, sợ nỗi khổ của chúng sanh lớn; sáu, sợ nỗi khổ của người trời; bảy, được thầy hay; tám, bố thí. Chỉ nói điều thứ tám là thanh tịnh đạo. Lại nữa, có ngoại đạo chỉ bố thí chỉ giới cho là thanh tịnh, có người chỉ bố thí cầu trí tuệ cho là thanh tịnh. Các trợ đạo như vậy không đầy đủ hoặc không công đức hoặc ít công đức cho là thanh tịnh, người ấy tùy từ một xứ tâm được giải thoát, không gọi là giải thoát tốt đẹp, vì niết bàn đạo không đầy đủ như kệ nói. Người không công đức không thể qua biển cả của sanh già bệnh chết, người ít công đức cũng không qua thiện hành đạo pháp của Phật thuyết. Ở đây nên nói đến kinh Tu Bạt Đà Phạm Trí. Tu Bạt Đà Phạm Trí 120 tuổi được năm thứ thần thông ở bên ao Ama Bạt Đạt Đa. Đêm nọ Phạm Trí bỗng thấy một người mất mắt lõa hình, đứng trong bóng tối, mặt trời rớt đất vỡ, nước biển cả khô, gió lớn nổi lên, thổi núi tu di vỡ tan. Tức giận sợ hãi, ông ta suy nghĩ: cớ sao như vậy, mạng ta sắp hết hay Chúa Tể trời đất sắp đọa? Do dự không tự rõ vì cớ sao lại thấy có ác mộng ấy. Có vị trời là thiện tri thức, bạn từ đời trước từ trên trời xuống nói với Tu Bạt Đà: ông đừng sợ hãi, có một bậc nhất thiết trí gọi là Phật, nửa cuối đêm sẽ vào vô dư niết bàn, nên ông mộng thấy như thế, chứ không phải vì bản thân của ông đâu. Sáng hôm sau, Tu Bạt Đà đi đến rừng cây trong vườn Câu Ni La Kiệt, thấy A Nan kinh hành, nói với A Nan: tôi nghe nói thầy của ông thuyết pháp về đạo niết bàn mới, vào nửa đêm nay ngài sẽ vào niết bàn, tâm tôi có chỗ nghi, xin được gặp Phật nhờ giải quyết chỗ nghi của tôi. A Nan nói: thân thể của Thế Tôn đã suy yếu quá chừng, nếu ông đến hỏi sẽ làm cho Thế Tôn mệt nhọc thêm. Tu Bạt Đà La ba lần cầu thỉnh, A Nan vẫn đáp một lời. Phật từ xa nghe được, dạy A Nan: hãy để cho Tu Bạt Đà đến trước ta mà tự do nạn vấn, đây là lần đàm đạo cuối cùng của ta, và Tu Bạt Đà là đệ tử sau chót của ta. Lúc ấy Tu Bạt Đà được đến trước Phật hỏi han Thế Tôn xong, ngồi xuống một bên nghĩ như vậy: các bọn ngoại đạo xả bỏ ân ái tài bảo mà xuất gia đều không đắc đạo, chỉ một mình Sa Môn Cù Đàm đắc đạo. Nghĩ như vậy xong liền hỏi Phật: lục sư ngoại đạo ở cõi Diêm Phù Đề này đều tự xưng ta là người nhất thiết trí, lời nói ấy đúng không? Bấy giờ Thế Tôn đáp lại bằng kệ: ta mới 19 tuổi xuất gia học Phật đạo, ta xuất gia đến nay đã qua 50 năm, tịnh giới thiền trí tuệ ngoại đạo không một phần, ít phần cũng không có, hà huống nhất thiết trí. Nếu không có bát chánh đạo thì ở đó không có đạo quả thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Nếu có bát chánh đạo thì ở đó có đạo quả thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Này Tu Bạt Đà, trong pháp của ta đây có bát chánh đạo, nên ở trong đó có đạo quả thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Trong pháp của các ngoại đạo đều không, không có đạo, không có quả, không có sa môn, bà la môn. Ta ở giữa đại chúng, thật đã cất lên tiếng giống sư tử như vậy. Phạm Trí Tu Bạt Đà nghe pháp ấy, liền chứng được đạo quả A-la-hán, rồi suy nghĩ: ta không nên bắt niết bàn sau Phật. Suy nghĩ như vậy xong, ở trước Phật ngồi kiết già, tự dùng thần lực từ trong thân xuất ra lửa đốt thân mà thủ lấy diệt độ. Vì vậy Phật nói không có công đức hay ít công đức là pháp trợ đạo không đầy đủ, đều không độ thoát được. Phật thuyết đủ hết thảy công đức, nên ngài hay độ thoát được các đệ tử như vị thầy thuốc nhỏ lang y, chỉ dùng một hai thứ thuốc không đầy đủ nên không thể chữa lành trọng bệnh. Các thầy thuốc lớn giỏi
biết đủ các thứ thuốc nên có thể chữa lành các bệnh. Hỏi: nếu xa lìa hết thảy phiền não trong tam giới, tâm được giải thoát. Sao Phật nói xa lìa nhiễm ái thì tâm được giải thoát? Đáp: ai có sức mạnh to lớn trói buộc, đóng kín tâm, cho nên nói đến ái mà không nói đến các phiền não khác. Ái dứt thì các phiền não khác dứt. Lại nữa, nếu khi nghe người ta nói vua đến thì biết chắc chắn là có các kẻ tùy tùng. Nhiễm ái cũng như vậy, như nắm lấy đầu khăn thì cả cái khăn đều đi theo. Ái nhiễm cũng như vậy, hễ ái dứt thì biết các phiền não khác đều dứt. Lại nữa, các kiết sử đều thuộc ái và kiến. Phiền não thuộc ái thì che đậy tâm, phiền não thuộc kiến thì che đậy tuệ. Như vậy, hễ ái xa lìa thì kiết sử thuộc ái cũng xa lìa, được tâm giải thoát. Hễ vô minh xa lìa thì kiết sử thuộc kiến cũng xa lìa, được tuệ giải thoát. Lại nữa, 5.000 A-la-hán này đã được pháp bất thoái, được trí vô sanh, vì thế nên tâm được giải thoát tốt đẹp, huệ được giải thoát tốt đẹp. Vì không bị thối, thối pháp A-la-hán được thời giải thoát như củ đề ca, vân vân. Tuy được giải thoát song không phải giải thoát tốt đẹp vì còn bị thối pháp. Kinh: tâm đã điều phục nhu nhuyễn, luận hoặc được cung kính cúng dường, hoặc bị sân hận mắng nhiếc đánh đập, tâm vẫn bình đẳng không thay đổi, hoặc gặp chân bảo hay ngói đá, tâm vẫn xem như nhau. Hoặc có người cầm dao cắt chặt tay chân, hay có người đem trên đàn thoa thân, tâm cũng bình đẳng không thay đổi. Lại nữa, vì đã dứt hết cội gốc dâm dục, sân nhuế, kiêu mạn, nghi kiến nên gọi là tâm đã được điều phục nhu nhuyễn. Lại nữa, các A-la-hán ấy ở nơi dục nhiễm mà không nhiễm, ở nơi đáng giận mà không giận, ở nơi si mà không si, thủ hộ sáu căn, thế nên gọi là tâm đã được điều phục nhu nhuyễn. Như kệ nói: người thủ hộ các căn như ngựa tốt khéo dạy, như vậy người thật trí được chư thiên kính thị. Những kẻ phàm nhân không hay thủ hộ sáu căn, không dứt dục sân mạn si nghi nên không gọi là điều phục nhu nhuyễn. Kinh: Maha Na Già, luận: Maha có nghĩa là lớn, Na nghĩa là không, Già nghĩa là tội. A La Hán đã dứt hết các phiền não nên gọi là đại vô tội. Lại nữa, Na Già hoặc gọi là rồng hoặc gọi là voi, 5.000 A La Hán ấy là bậc tối đại lực trong các hàng A La Hán nên gọi là như rồng như voi. Vì đi trong nước sức rồng lớn nhất, đi trên đất sức thì voi mạnh nhất. Lại nữa, như voi chúa khéo được điều trị, có thể phá đại quân, xông thẳng tới không quay lui, không sợ đao gậy, không ngại nước lửa, không bỏ chạy, không thối lui, đến chết không tránh. Các A-la-hán cũng lại như thế, do tu thiền định trí tuệ, có thể phá dẹp ma quân và các giặc kiết sử, cho dù bị mắng chửi đánh đập, không hối, không giận, già chết hay nước lửa, không sợ, không ngại. Lại nữa, như Đại Long Vương, từ biển cả bay lên, bủa mây che khắp cả hư không, phóng điện chớp sáng, chiếu sáng trời đất, tuôn trận mưa lớn thấm nhuần muôn vật. Các A-la-hán cũng lạ như thế, từ trong biển cả thiền định trí tuệ mà ra, giăng bủa mây tử bi che khắp những căn cơ đáng được độ, hiện ánh sáng lớn và các thứ biến hóa, nói pháp thật tướng, mưa vào tâm đệ tử, làm sai khỏi thiện căn. Kinh: những gì phải làm đã làm xong. Luận: hỏi: sao gọi là những gì phải làm và sao gọi là đã làm xong? Đáp: đã được các thiện pháp tín giới định xả vân vân nên gọi là những gì phải làm, đã được các thiện pháp trí tuệ tinh tấn giải thoát vân vân nên gọi là đã làm xong. Hai pháp ấy đầy đủ nên gọi là những gì phải làm đã làm xong. Lại nữa, phiền não gồm có hai thứ, một thứ thuộc ái, một thứ thuộc kiến. Thứ phiền não thuộc ái dứt nên gọi là những gì phải làm, thứ phiền não thuộc kiến dứt nên gọi là đã làm xong. Lại nữa, giác pháp đã khéo thấy rõ nên gọi là những gì phải làm, vô giác pháp đã khéo thấy rõ nên gọi là đã làm xong. Đối hai pháp khả kiến, bất khả kiến, hữu đối vô đối vân vân cũng như thế. Lại nữa, giữ pháp bất thiện và vô ký nên gọi là những gì phải làm, pháp thiện đã tư duy nên gọi là đã làm xong. Văn tuệ, tư tuệ thành tựu nên gọi là những gì phải làm, tư tuệ thành tựu nên gọi là đã làm xong. Những loại ba pháp cũng như thế. Lại nữa, được noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp nên gọi là những gì phải làm, được các thiện căn vô lậu về khổ pháp nhẫn vân vân nên gọi là đã làm xong. Được kiến đế đạo gọi là những gì phải làm, được tư duy đạo gọi là đã làm xong, được học đạo gọi là những gì phải làm, được vô học đạo gọi là đã làm xong, được tâm giải thoát gọi là những gì phải làm, được tuệ giải thoát gọi là đã làm xong, lậu tận nên gọi là những gì phải làm,
được cộng giải thoát nên gọi là đã làm xong, trừ tất cả kiết sử nên gọi là những gì phải làm, được phi thời giải thoát nên gọi là đã làm xong. Tự lợi ích xong nên gọi là những gì phải làm lợi ích người khác nên gọi là đã làm xong. Nghĩa của những gì phải làm đã làm xong như vậy, tự do giải thuyết. Kinh vứt bỏ gánh và có thể gánh. Luận năm uẩn thô nặng thường gây khổ não gọi là gánh như Phật đã nói. Sao gọi là gánh? Năm uẩn là gánh nặng. Các A-la-hán đã trừ bỏ gánh ấy nên nói là vứt bỏ gánh. Có thể gánh là trong Phật Pháp có hai gánh, một là tự lợi, hai là lợi tha. Hết thảy các lậu đã sạch, được các công đức giải thoát không còn phải hối hận, ấy là tự lợi. Các công đức tín, giới, xả, định, tuệ có thể đem cho người gọi là lợi tha. Các A-la-hán ấy có thể gánh gánh của mình, gánh của người, nên gọi là có thể gánh. Lại nữa, ví như trâu lớn sức mạnh có thể trở nặng, các A-la-hán ấy cũng như thế, được vô lậu căn lực giác đạo có thể gánh gánh Phật Pháp đại sự. Do đó, nên các A-la-hán gọi là có thể gánh. Kinh đã làm được lợi mình. Luận, sao gọi là lợi mình và sao gọi là không phải lợi mình? Làm các thiện pháp ấy là lợi mình, làm các điều phi pháp khác ấy gọi là không phải lợi mình. Lại nữa, các công đức tín giới xả định tuệ là hơn hết thảy tài bảo, vì đời này đời sau thường được vui, vì có thể đưa đến thành cam lồ, vì ba nhân duyên đó nên gọi là lợi mình. Như bài kệ trong phẩm tín nói, người có được tín tuệ là tài bảo bậc nhất, các tài lợi ở đời không bằng pháp bảo ấy. Lại nữa, nếu người đời nay được vui, đời sau được vui và được niết bàn thường vui, ấy là lợi mình, ngoài ra không phải lợi mình. Như kệ nói, đời biết các thứ vô đạo pháp, cùng với cầm thú không có khác, hãy cầu chánh trí và đạo pháp, được thoát già chết vào niết bàn. Lại nữa, bát chánh đạo và sa môn quả ấy gọi là các A-la-hán lợi mình. 5.000 A-la-hán ấy đều vào được đạo và quả, cả hai sự đều được nên gọi là lợi mình. Kinh sạch hết các hữu kết. Luận có ba thứ hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Thế nào là dục hữu? Nhân duyên của nghiệp và thủ hệ thuộc vào dục giới có thể sanh ra đời sau, đây cũng là nghiệp báo, ấy gọi là dục hữu. Sắc hữu, vô sắc hữu cũng như thế, ấy gọi là hữu. Kết hết là kết có 9 thứ. Kết là ái kết, nhuế kết, mạn kết, si kết, nghi kết, kiến kết, thủ kết, san kết, tật kết. Kết sử ấy dứt hết cùng với hữu, hữu ấy dứt hết cùng với kết sử, vì vậy nên gọi là hữu kết hết. Hỏi các A-la-hán, về kết sử thô thì đã dứt hết vĩnh viễn, vì đã dứt hết phiền não, còn hữu thì chưa phải dứt hết. Vì sao? Vì A-la-hán khi chưa diệt độ thì còn có các hữu nhãn căn vân vân, năm ấm 12 nhập, 18 giới. Đáp, không quan ngại gì, ấy là ở trong quả mà thuyết nhân. Như Phật dạy khi cúng thí đồ ăn thì sẽ được 5 điều: sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, an vui, biện tài. Đồ ăn không phải bao giờ cũng làm cho người ta có được 5 điều ấy, vì có người được ăn uống nhiều mà chết, có người được ăn uống ít mà sống. Nhưng vì đồ ăn là nhân của 5 điều ấy, cho nên Phật dạy thí đồ ăn sẽ có được 5 điều. Như kệ nói, không ăn thì chắc chết, có ăn chết chưa định, cho nên phải thuyết giảng cho ăn được 5 điều. Cũng như người ăn 500 cân vàng ròng, vàng không thể ăn, nhưng vàng là nhân của ăn nên nói ăn vàng. Phật nói, nữ nhân là giới cấu, cấu uế của giới, nữ nhân không phải là giới cấu, nhưng là nhân của giới cấu, nên nói nữ nhân là giới cấu. Nhưng người từ chỗ cao rơi xuống chưa thấu đất mà nói người ấy chết. Như vậy các A-la-hán do đó đã sạch hết kiết sử, mà biết hữu chắc chắn sẽ hết, nói là hữu kết hết. Kinh do chánh trí được giải thoát. Luận, như đệ tử của Phạm Trí mà kiện đề, đem thân ông đè trên giường, rồi khiêng đi giữa thành thị chỗ nhiều người và sướng lên. Nếu người có mắt chỉ thấy được thây của ma kiện đề, thời người đó đều được đạo thanh tịnh, huống là người lễ bái cúng dường. Có nhiều người tin theo lời đó, các tỳ kheo nghe lời ấy bạch Phật, bạch Thế Tôn việc ấy thế nào. Phật nói kệ, tiểu nhân mắt thấy cầu thanh tịnh, như vậy không trí không thật đạo, các kết phiền não đầy trong tâm, làm sao mắt thấy được tịnh đạo. Nếu có mắt thấy được thanh tịnh, cần gì trí tuệ và công đức. Mắt thấy cầu tịnh không việc ấy, công đức trí tuệ mới là tịnh. Vì vậy nên nói do chánh trí được giải thoát. Hỏi, các A-la-hán những gì phải làm đã làm xong, không cần cầu tiến, cớ sao thường ở bên Phật, không đi nơi khác mà độ sanh. Đáp, hết thảy chúng sanh trong mười phương,
Tuy đều nên cúng dường Phật, nhưng A-la-hán thọ ân Phật nặng hơn, nên cúng dường gấp bội. Vì cớ sao? Vì A-la-hán ấy theo Phật mà được lãnh thọ vô lượng công đức, biết kiết sử đã dứt, tín tâm càng nhiều. Thế nên các đại đức A-la-hán ở bên Phật lãnh thọ mùi vị an vui của công đức và cung kính cúng dường báo ân Đức Phật. Vì vậy mà ở bên Phật, các A-la-hán vây quanh Phật thì Phật đức thêm tôn quý. Nhưng người dân Phạm Thiên vây quanh vua Phạm Thiên như trời 33 vây quanh trời Thích Đề Hoàn Nhân, như các quỷ thần vây quanh vua Tỳ Sa Môn, như các tiểu vương ở quanh Chuyển Luân Thánh Vương, như người bệnh khi lành ở quanh người thầy thuốc giỏi. Như vậy các A-la-hán ở hai bên Phật, các A-la-hán vây quanh cúng dường Phật nên Phật đức thêm tôn nghiêm. Hỏi: Nếu các A-la-hán những gì phải làm đã làm xong, đã được lợi mình, không cần nghe pháp, cớ sao khi Phật nói Bát Nhã Ba La Mật lại cùng với 5.000 A-la-hán? Đáp: Các A-la-hán tuy những gì phải làm đã làm xong, như Phật muốn đem trí tuệ thậm thâm để thử, như đã thử Xá Lợi Phất, như trong kinh Bà La Môn, A Kỳ Đà Na mà thuyết kệ. Các hạng người hữu học và các người đếm pháp, chứ như Phật mà nói pháp sở hành của họ, trong ấy thế nào là người học, thế nào là người đếm pháp? Bấy giờ Xá Lợi Phất im lặng. Phật hỏi như vậy 3 lần, Xá Lợi Phất đều im lặng. Phật muốn chỉ bày đầu mối của nghĩa lý mới hỏi Xá Lợi Phất: Có sanh chăng? Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đại Đức Thế Tôn, có sanh. Có sanh là vì muốn diệt pháp hữu vi, có sanh nên gọi là người học. Do trí tuệ được pháp nên gọi là người đếm pháp. Kinh này nên nói rộng ra trong ấy. Lại nữa, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, các thiền định chưa được nên muốn được, đã được muốn cho bền sâu nên các A-la-hán ở bên Phật để nghe pháp. Lại nữa, vì vui hiện tiền như trong Nan Đà Ca nói, vì đời này được vui nên nghe pháp. Lại nữa, các A-la-hán ở bên Phật nghe pháp tâm không nhàm chán, như trong kinh Tỳ Lô Đề Ca nói, Xá Lợi Phất nói với Tỳ Lô Đề Ca rằng, trong pháp của ta được nghe pháp không biết nhàm chán. Lại nữa, như Phật Đại Sư mà còn nhất tâm ở bên đệ tử để nghe họ thuyết pháp. Do đó không nên nạn rằng A-la-hán là những gì phải làm đã làm xong, cớ sao còn nghe pháp. Ví như có người đủ no mà gặp món ăn ngon còn ăn nữa, huống chi người đang đói khát mà không nên ăn. Vì thế nên các A-la-hán tuy những gì phải làm đã làm xong vẫn thường ở bên Phật để nghe pháp. Lại nữa, Phật chú trong pháp giải thoát, các A-la-hán cũng chú trong pháp giải thoát, cùng chú pháp như nhau, nên cùng làm quyến thuộc để trang nghiêm. Như trong kinh Trên Đàn thí dụ nói, rừng có cây trên đàn thì có cây y lan vây quanh, rừng có cây y lan thì có cây trên đàn vây quanh, có trên đàn thì trên đàn họp lại thành rừng cây, có y lan thì y lan họp lại vây quanh lẫn nhau. Phật và các A-la-hán cũng như vậy, Phật chú trong thiện pháp giải thoát, các A-la-hán cũng chú trong thiện pháp giải thoát, cùng chú pháp như nhau nên cùng làm quyến thuộc để trang nghiêm. Phật có đại chúng vây quanh như núi Chúa Tu Di có 10 núi báu vây quanh, như voi Chúa Bạch Hương có voi Bạch Hương vây quanh, như sư tử vương có chúng sư tử vây quanh. Phật cũng như vậy, Phật là phước điển vô thượng của thế gian, cộng chú với các đệ tử vây quanh. Kinh Chỉ Trừ A Nan đang ở học địa được quả Tu Đà Hoàn. Luận hỏi cớ sao nói chỉ trừ A Nan? Đáp: Các A La Hán được tán thán trên đây, A Nan không ở trong số đó. Vì sao? Vì đang ở học địa chưa lìa hết dục. Hỏi: Đại đức A Nan là vị thầy thứ ba, là vị tướng lãnh về chánh pháp của đại chúng, từng gieo giống niết bàn qua vô lượng kiếp, thường gần Phật gìn giữ pháp tạng. Đại đức là bậc loại căn như vậy, sao đến nay vẫn chưa lìa hết dục mà còn làm học nhân? Đáp: Đại đức A Nan vốn nguyện như vậy, ta là bậc nhất trong chúng đa văn, lại cũng vì pháp của chư Phật, các A La Hán đã làm xong những gì phải làm thì không nên làm người cung cấp cúng dường. Vì các A La Hán ở trong Phật pháp có thể thành tựu việc lớn, đã phá dọc phiền não cùng với Phật ngồi trên giường giải thoát. Lại nữa, trưởng lão A Nan đối với các kinh thường nghe thọ trì đọc tụng thông lợi, quán sát nên trí tuệ nhiều mà sự nhiếp tâm ít, hai thứ công đức này phải bằng nhau mới có thể được lậu tận. Vì lẽ đó mà A Nan còn là vị học nhân Tu Đà Hoàn. Lại nữa, vì ham cung cấp cho Thế Tôn nên A Nan làm người cung cấp cho Phật. A Nan lại suy nghĩ như vậy, nếu ta sớm thủ chứng lậu tận, thầy phải xa Thế Tôn, không còn được làm người cung cấp. Vì vậy nên A Nan tuy có thể chứng đắc đạo quả A La Hán mà tự chế không thủ chứng. Lại nữa, xứ thời và người chưa hợp lại, ngàn A La Hán có khả năng thiết tập pháp tạng chưa họp ở núi Kỳ Xà Quật, đó là xứ.
Thời mà Thế Tôn qua đi chưa đến và trưởng lão Kỳ Bà Tử chưa ở đó, nhờ Kỳ Bà Tử khuyên A Nan mới lậu tận. Vì thế nên trưởng lão A Nan lậu chưa sạch. Phải khi Thế Tôn qua đi, chúng kết tập pháp họp một chỗ và Kỳ Bà Tử thuyết pháp cơ hiểm khuyên can, cả ba sự đó hợp lại thì A Nan mới được lậu tận. Lại nữa, đại đức A Nan nhàm chán thế pháp ít không như người khác, đó là do A Nan đời đời ở dòng vương giả, đoan chánh vô song, phước đức vô lượng, là bà con gần với Thế Tôn, thường hầu hạ Phật, ắt có ý nghĩ ta hầu gần Phật, biết tạng pháp bảo, đạo pháp lậu tận, ta không sợ mất, vì sự ấy mà không ân cần lắm đến việc lậu tận. Hỏi tên đại đức A Nan là do nhân duyên nào? Do nhân duyên đời trước, hay do cha mẹ đạt, hay nương theo nhân duyên mà đạt? Đáp, do nhân duyên đời trước, cũng do cha mẹ đạt và cũng nương theo nhân duyên mà đạt. Hỏi nhân duyên đời trước như thế nào? Đáp, Thích Ca Văn Phật đời trước là người thợ làm ngói tên là Đại Quang Minh, bấy giờ có Phật hiệu là Thích Ca Văn, đệ tử tên là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan. Phật và đệ tử cùng đi đến nhà người thợ làm ngói nghỉ một đêm. Bấy giờ người thợ ngói cúng dường Phật và tỳ kheo tăng ba thứ, chiếu cỏ, đèn và mật, rồi phát nguyện rằng: đương lai trong đời năm ác, già, bệnh chết, khổ não, tôi sẽ làm Phật cũng hiệu là Thích Ca Văn như Phật ngày nay. Đệ tử tôi cũng có tên như đệ tử Phật ngày nay, do lời nguyện của Phật như vậy mà có tên là A Nan. Lại nữa, A Nan đời đời lập nguyện rằng: ta ở trong chúng đệ tử Đa Văn của Phật Thích Ca Văn, nguyện là bậc nhất và tên là A Nan. Lại nữa, A Nan đời đời nhẫn nhục trừ sân hận, vì nhân duyên ấy khi sinh ra đoan chánh, cha mẹ vì chỗ đoan chánh làm cho anh ấy đều hoan hỷ nên đặt tên là A Nan. A Nan tổ dịch là hoan hỷ, đó là tên do nhân duyên đời trước. Nhân duyên cho do cha mẹ đặt tên như thế nào? Xưa có vua Nhật chủng dòng mặt trời tên là Sư Tử Hiếp. Vua có bốn người con trai, người con thứ nhất tên là Tịnh Phạn, thứ hai tên Bạch Phạn, thứ ba tên Học Phạn, thứ tư tên Cam Lộ Phạn và một người con gái tên là Cam Lộ Vị. Vua Tịnh Phạn có hai con trai là Tất Đạt Đa và Nan Đà. Vua Bạch Phạn có hai con trai là Bạt Đề và Đề Sa. Vua Học Phạn có hai con trai là Đề Bà Đạt Đa và A Nan. Vua Cam Lộ Phạn có hai con trai là Maha Nam và Ane Lô Động. Công chúa Cam Lộ Vị có một con trai tên là Thi Bà La. Trong số đó, Bồ Tát Tất Đạt Đa dần dần lớn lên, bỏ địa vị chuyển luân thánh vương, nửa đêm xuất gia, đi đến trong nước Âu Lâu Tỷ La, bên bờ sông Ni Liên Thuyền, 6 năm khổ hạnh. Bấy giờ vì thương nhớ con nên vua Tịnh Phạn thường sai sứ đi tìm, muốn biết tin tức con mình đắc đạo chăng, bệnh hay chết. Sứ giả trở về tâu vua, Bồ Tát chỉ còn da bọc xương gân, thân mạng rất suy vi, hoặc nay hoặc mai chẳng còn bao lâu nữa. Vua nghe nói hết sức sầu nhớ, chìm trong biển ưu não mà than: con ta đã không làm chuyển đơn vương, lại không được làm Phật, sao lại chỉ chịu suy nhược khổ sở không được chi cả mà chết. Vua ưu não như vậy đến hoang mang, mở mịt, bối rối, bế tắc. Bấy giờ Bồ Tát bỏ lối tu khổ hạnh, ăn cháo sữa trăm vị, thân thể no đủ, xuống sông Ni Liên Thuyền tắm rửa xong, đi đến dưới của Bồ Đề ngồi tòa kim cang và thề rằng: ta thề không bỏ chỗ ngồi kiết già này cho đến khi thành đạt nhất thiết trí, nếu không đạt được nhất thiết trí thì không rời bỏ chỗ này. Bấy giờ Ma Vương dẫn chúng 18 vạn ước đến chỗ Bồ Tát, dám quyết hơn thua cùng Bồ Tát. Bồ Tát dùng sức trí tuệ cả phá ma quân mà không hơn được, phải rút lui mà tự nghĩ: không thắng được Bồ Tát thì hãy đến làm khổ cha của người. Liền đến chỗ vua Tịnh Phạn nói dối rằng: con ông vừa cuối đêm nay đã qua đời rồi. Vua nghe lời ấy sợ hãi té trên giường như cá vùi trong cát nóng. Vua khóc và nói: A-di-đà nói quấy, điểm lành cũng chẳng linh, được lợi tiếng thơm tho, tất cả đều chẳng có. Bấy giờ thọ thần Bồ Đề rất hoan hỉ, cầm hoa trời mạn đà la đến chỗ vua Tịnh Phạn nói kệ: con ngài đã đắc đạo, đã phá tan chúng ma, sáng như mặt trời mọc, soi thấu cả mười phương, hoan hỉ được lợi lớn, giải thoát hết thảy khổ, nay đã chuyển xe pháp, không đâu không thanh tịnh. Vua nói: trước đây có một vị trời đến nói con ta đã chết, nay ngươi đến nói phá hoại ma quân đắc đạo, hai lời nói trái nhau, biết ai đáng tin? Thần cây lại nói: thật không vọng ngữ, vị trời trước nói dối đã chết, đó là ma ôm lòng ganh tị nên đến xúc não. Ngày nay các vị trời rồng và thần đem hoa hương cúng dường dâng đầy giữa hư không, còn ngài thân phóng ra ánh sáng chiếu khắp trời đất. Vua nghe lời ấy cởi bỏ tất cả tâm yêu sầu khổ não, nói: con ta tuy bỏ ngôi chuyển luân thánh vương, nay được ngôi pháp chuyển luân vương.
thật được đại lợi chẳng mất mát gì, nên lòng vua rất hoan hỉ. Bấy giờ sứ giả của Hậu Phạn Vương đến đâu cùng Tịnh Phạn Vương. Hậu Phạn Vương vừa sanh được con trai, tâm của vương rất hoan hỉ, nói ngày nay thật là đại cát, là ngày hoan hỉ. Vương nói với sứ giả rằng đứa trẻ ấy nên đặt tên là Anan, đó là tên cha mẹ đặt. Nhưng theo nhân duyên mà đặt tên là như thế nào? Thân hình của Anan đoan chánh thanh tịnh như tấm gương sáng đẹp, dung nhan tướng mạo già hay trẻ, đẹp hay xấu đều hiện cả trong thân. Thân ấy tươi sáng trong sạch, người nữ trông thấy dục tâm liền động, cho nên Phật cho phép Anan mang y che vai. Vì Anan thường khiến người khác trông thấy thì tâm và mắt đều hoan hỉ, cho nên gọi là Anan. Bây giờ người tạo luận tán rằng mắt như trăng tròn sáng, mắt như hoa sen xanh, nước biển cả Phật Pháp chảy vào tâm Anan, hay làm tâm mắt người trông thấy tâm hoan hỉ, ai đều cầu thấy Phật hiện đủ không thiếu vẻ. Như vậy Anan tuy có thể chứng được đạo quả A-la-hán, song vì sự cúng dường Phật nên không dứt hết lậu. Do có đại công đức đó, tuy không phải là bậc vô học mà được ở trong số vô học, tuy chưa ly dục mà ở trong số ly dục, do vậy nên trong số 5.000, vì thật chưa phải đều là A-la-hán nên nói chỉ chừng Anan. Chương 6 giải thích nghĩa bà chúng kinh. Đại có 500 tỷ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di đều đã thấy được thánh đế. Luận. Hỏi, vì sao chúng tỷ kheo có 5.000, còn ba chúng kia mỗi chúng chỉ có 500? Đáp, người nữ thần, người nữ phần nhiều trí huệ kém, phiền não nặng nề, chỉ mong hỷ lạc ái hành nhiều, ít có đoạn kiết sử để chứng được giải thoát. Như Phật nói, pháp nhân duyên khởi ấy sâu xa bậc nhất khó thấy được, đoạn hết thảy phiền não đi rồi chứng được niết bàn lại càng khó thấy hơn, cho nên người nữ không thể chứng được nhiều không bằng chư tỳ kheo. Chúng yêu bà tắc, yêu bà di là hàng cư gia, tâm bất tịnh không thể đoạn hết các lậu, chỉ có thể thấy được lý tứ đế mà ở vào hàng hữu học. Như kệ nói, Khổng Tước tuy có thân sắc đẹp không bằng Hồng Nhạn bay được xa, Bạch Y tuy có được phú quý không bằng xuất gia công đức hơn. Các tỷ kheo ni tuy xuất gia từ bỏ vinh hoa ở đời mà trí tuệ kém nên chỉ có 500 tỷ kheo ni A-la-hán. Hai chúng Bạch Y cư gia công việc bận rộn nên đắc đạo ít chỉ có 500. Hỏi, như 5.000 A-la-hán đều được tán thán, sao ba chúng này không được tán thán? Đáp, đại chúng đã được tán thán, thể biết các chúng kia cũng được tán thán. Lại nữa, nếu tán thán riêng từng chúng thì bọn ngoại đạo sẽ chê trách, sao lại tán thán tỷ kheo ni và sanh tâm phỉ báng họ? Hoặc nếu tán thán Bạch Y thì sẽ bị nói để được cúng dường, cho nên không tán thán. Hỏi, trong các kinh đại thừa khác, Phật cùng với chúng đại tỷ kheo hoặc 8.000 người hoặc 6 vạn, 10 vạn người. Còn kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ấy là lớn bậc nhất trong các kinh, như trong phẩm Trúc Lụy nói, các kinh khác đều quên hết tội đó rất ít, còn quên một câu kinh Bát Nhã Ba La Mật thì tội đó rất nhiều, cho nên biết kinh Bát Nhã Ba La Mật là lớn bậc nhất. Ngày trong đại hội thứ nhất của kinh bậc nhất ấy, tại sao chúng thanh văn số ít chỉ có tỷ kheo 5.000, tỷ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, mỗi chúng chỉ có 500? Đáp, vì đại kinh ấy sâu xa khó hiểu nên chúng thanh văn ít. Ví như vua có thứ báu thật thì không bày ra cho phạm nhân xem, mà chỉ cho đại nhân đáng tin yêu xem mà thôi. Cũng ví như khi vua miêu nghị thì chỉ bàn với các đại thần và người trí đáng tin yêu, còn các bậc bề tôi thời không được dự vào. Lại nữa, 6.500 người ấy đều đã đắc đạo, tuy không hiểu hết Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này, nhưng đều có thể tín thọ vì đã được bốn thứ thuộc vô lậu. Ở các kinh khác, chúng thanh văn tuy nhiều nhưng hỗn tạp, không phải tất cả đều đắc đạo. Lại nữa, ở trong đó, trước khi tán thán ngàn vạn A-la-hán, chọn lấy số tối thắng là 5.000 người. Tỷ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di cũng thế, người tối thắng khó được, cho nên không nhiều. Hết cuốn 3 theo bản Hán. Cuốn 4 chương 7 giải thích Bồ Tát. Lại có Bồ Tát Maha Tát. Luận hỏi, nếu kể từ trên kể xuống thì phải Bồ Tát trước, rồi mới đến tỷ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di. Vì Bồ Tát kể dưới Phật, nếu từ dưới kể lên thì phải kể yêu bà di, rồi mới đến yêu bà tắc, tỷ kheo ni, tỷ kheo Bồ Tát. Nay cớ sao trước nói tỷ kheo rồi mới đến ba chúng, sau mới nói Bồ Tát? Đáp, Bồ Tát tùy là giới Phật, nhưng vì các phiền não chưa sạch hết nên nói đến A-la-hán trước. Các A-la-hán trí tuệ tuy ít mà đã thành thục,
Các Bồ Tát trí tuệ tuy nhiều mà phiền não chưa sạch hết nên nói A-la-hán trước. Phật Pháp có hai loại, một là bí mật, hai là hiển thị. Trong hiển thị thì Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán đều là phước điền, vì đã sạch hết phiền não không còn thừa. Trong bí mật thì nói các Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, phiền não đã dứt, đủ sáu thần thông làm lợi ích chúng sanh. Vì theo pháp hiển thị nên trước nói A-la-hán, sau nói Bồ Tát. Lại nữa, Bồ Tát dùng phương tiện lực thị hiện vào năm đường, thọ năm dục lạc để dẫn đạo chúng sanh. Nếu Bồ Tát ở trên A-la-hán thì chư thiên người đời sẽ nghi ngờ, quái lạ. Quái lạ nên nói sau. Hỏi, ở sau A-la-hán thì còn được, cớ sao lại ở sau cả Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di? Đáp, bốn chúng tuy chưa sạch hết lậu, nhưng không bao lâu sẽ hết, nên gọi chung là chúng thanh văn. Nếu trong bốn chúng mà xen nói Bồ Tát vào thì bất tiện. Như tỳ kheo ni được vô lượng luật nghi đáng ở, nên ở sau tỳ kheo và trước sa di, nhưng vì nghi pháp bất tiện nên Phật nói sau sa di. Các Bồ Tát cũng như thế, tuy đáng ở trên ba chúng hữu học, nhưng mà vì không tiện nói nên nói sau. Lại nữa, có người nói Bồ Tát có công đức và trí tuệ siêu việt thù thắng hơn A-la-hán, Bích Chi Phật, cho nên nói riêng. Hỏi, trong kinh thanh văn chỉ nói bốn chúng, trong đây cớ gì chỉ nói riêng chúng Bồ Tát? Đáp, có hai đạo, một là thanh văn đạo, hai là bồ đề tát đoà đạo. Nếu nói bốn chúng tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, nên biết đó là hạng người cầu thanh văn đạo. Nếu nói riêng chúng bồ tát ma ha tát, nên biết đó là hạng người cầu phật đạo. Vì vậy nên trong pháp thanh văn, ở đầu kinh không nói phật chú ở chỗ ấy cùng với bấy nhiêu bồ tát, mà chỉ nói phật chú ở chỗ ấy cùng với bao nhiêu tỳ kheo, như nói phật ở ba la nại cùng với năm tỳ kheo, Phật ở tại nước Già Gia cùng với ngàn tỷ kheo, Phật ở nước Xá Bà Đà cùng với 500 tỷ kheo. Khởi đầu các kinh như vậy đều không nói cùng với bao nhiêu Bồ Tát. Hỏi, Bồ Tát có hai hạng, xuất gia và tại gia. Bồ Tát tại gia nói chung trong chúng yêu bà tắc, yêu bà di. Bồ Tát xuất gia nói chung trong chúng tỷ kheo ni. Nay vì sao lại nói riêng? Đáp, tuy ở chung trong bốn chúng mà nên phải nói riêng. Vì sao? Vì Bồ Tát thuộc vào bốn chúng mà bốn chúng không hẳn là Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì có người cầu thành thanh văn, có người cầu thành Bích Chi Phật, có người cầu sanh lên trời, có người cầu sinh sống an lạc. Bốn hạng người này không thuộc vào hạng Bồ Tát, vì những người ấy không phát tâm nói rằng tôi nguyện sẽ làm Phật. Lại nữa, Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn, tất cả tướng danh tự tử sanh đều dứt hết, ra ngoài ba cõi, không rơi vào trong số chúng sanh. Vì sao? Vì thanh văn được đạo quả A-la-hán, còn không rơi vào trong số chúng sanh, hà huống Bồ Tát. Như trong Yêu Bà Thị Nạn ở kinh Ba La Diên có kệ: chỗ đã diệt vô tái xuất chăng, đã vĩnh diệt đã tái chẳng tái xuất chăng, đã vào niết bàn thường trú chăng, nguyện đấng đại trí nói sự thật. Phật đáp: tịch diệt tức là không thể đường phá hoại nhân duyên và danh tướng, hết thảy ngôn ngữ đều đã qua, tất cả đều hết như lửa tắt. Như A-la-hán mà hết thảy danh tự còn dứt, huống là Bồ-Tát có thể phá tất cả các pháp, biết thật tướng được pháp thân mà không dứt được ư? Vì thế nên trong hàng tứ chúng của Đại Thừa nói riêng Bồ-Tát. Hỏi, cớ sao mở đầu kinh Đại Thừa nói cả chúng Bồ-Tát, chúng Thanh Văn, mà mở đầu kinh Thanh Văn chỉ nói đến chúng Tỳ Kheo, không nói đến chúng Bồ-Tát? Đáp, vì muốn biện thuyết hai thừa, Phật Thừa và Thanh Văn Thừa. Thanh văn thừa nhỏ hẹp, Phật thừa rộng lớn. Thanh văn thừa tự làm tự lợi, Phật thừa lợi ích tất cả. Lại nữa, thanh văn thừa phần nhiều thuyết chúng sanh không, Phật thừa thuyết cả chúng sanh không và pháp không. Như vậy vân vân, đủ cả các thứ phân biệt ba thừa. Vì phân biệt thuyết về hai đạo ấy, thanh văn đạo và bồ tát đạo, nên trong kinh Đại Thừa nói cả chúng thanh văn và chúng bồ tát, như bài kệ 8 Đại Thừa nói: người được pháp Đại Thừa đem an lạc khắp cả, lại bằng thật pháp khiến được đạo vô thượng. Người được pháp Đại Thừa từ bi với tất cả, đem đầu mắt bố thí bỏ đi như cỏ cây. Người được pháp Đại Thừa hộ trì giới thanh tịnh như châu đen quý đuôi, không tiếc đến thân mạng. Người được pháp Đại Thừa thì được nhẫn vô thượng, nếu có cắt xẻo thân xem đó như cắt cỏ. Người được pháp Đại Thừa tinh tấn không nhàm mỏi, gắng làm không ngừng nghỉ như người tát biển cả. Người được pháp Đại Thừa rộng tu vô lượng định, sức thần thông thánh đạo, được thanh tịnh tự tại. Người được pháp Đại Thừa phân biệt các pháp tướng, thật trí tuệ bất hoại, trong ấy đã đầy đủ trí bất khả tư nghỉ, sức bi tâm vô lượng, không vào trong nhị pháp, đạo quán hết thảy pháp,
xe lừa, ngựa đà, voi, tuy đồng không sánh nhau, Bồ Tát và Thanh Văn lớn nhỏ cũng như thế. Đại từ bi làm trục, trí tuệ làm hai bánh, tinh tấn làm ngựa hay, khớp miệng bằng giới lực, nhẫn nhục làm áo giáp, tổng trì làm cương ngựa, người đi xe đại thừa qua khỏi được tất cả. Hỏi: như kinh Thành Văn mở đầu chỉ kể chúng tỷ kheo, còn kinh Ma Ha Diễn mở đầu kể luôn chúng Bồ Tát, tại sao vậy? Đáp: Ma Ha Diễn rộng lớn, các thừa các đạo đều vào trong Ma Ha Diễn. Chúng Thanh Văn nhỏ hẹp không dung thọ được Ma Ha Diễn, ví như sông Hằng không dung thọ được biển cả vì nó nhỏ hẹp, nhưng biển cả có thể dung thọ được các dòng sông vì nó rộng lớn. Pháp Ma Ha Diễn cũng như thế, như kệ nói: Ma Ha Diễn như biển cả, tiểu thừa như nước lỗ trăn trâu, nhỏ không dung được to, thí dụ kia cũng thế. Vì vậy chúng tiểu thừa không dung thọ được Bồ Tát. Hỏi: sao gọi là Bồ Đề, sao gọi là Tát Đoà? Đáp: Bồ Đề gọi là đạo chư Phật, Tát Đoà gọi là chúng sanh, hoặc gọi là đại tâm. Người ấy muốn được chọn cả công đức của Phật đạo, tâm kia không thể dứt, không thể phá, như núi kim cang nên gọi là đại tâm. Như kệ nói: hết thảy các Phật pháp, trí tuệ và giới định làm lợi ích tất cả, ấy gọi là Bồ Đề, tâm kia không lay động, hay nhẫn việc thành đạo, không dứt cũng không phá, tâm ấy gọi Tát Đoà. Lại nữa, xưng tán hảo pháp là Tát, thể tướng của hảo pháp gọi là Đoà, vì tâm Bồ Tát tự lợi lợi tha, vì độ hết thảy chúng sanh, vì biết thật pháp hết thảy pháp, thật tánh hết thảy pháp, vì hành đạo vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì đều hết thảy hiển thánh tán thán, ấy gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Vì cớ sao? Vì trong hết thảy pháp, Phật pháp là bậc nhất, Bồ Tát muốn đạt được pháp ấy nên được hiển thánh tán thán. Lại nữa, như người như thế vì giải thoát sanh già bệnh chết cho hết thảy chúng sanh nên cầu Phật đạo, ấy gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Lại nữa, ba thứ đạo đều là Bồ Đề, một là Phật đạo, hai là Thanh Văn đạo, ba là Bích Chi Phật đạo. Bích Chi Phật đạo, Thanh Văn đạo tuy được Bồ Đề mà không xưng là Bồ Đề. Bồ Đề ở trong công đức thuộc Phật đạo mới là Bồ Đề, ấy gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Hỏi: ngang đầu trở lại gọi là Bồ Đề Tát Đoà? Đáp: có thể nguyện lớn, tâm không thể lay động, tinh tiến không lùi, do ba việc ấy gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Lại nữa, có người nói khi bắt đầu phát tâm nguyện rằng ta sẽ làm Phật độ hết thảy chúng sanh, từ đó trở đi gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Như kệ nói: nếu khi mới phát tâm tế nguyện sẽ làm Phật, đã qua khỏi thế gian, đáng nhận đời cúng dường. Từ khi mới phát tâm cho đến đệ cửu địa vô ngại và kim cang tam muội, giữa khoảng trung gian đó gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Bồ Đề Tát Đoà ấy có hai hạng: thoái chuyển và bất thoái chuyển. Những hai hạng A La Hán thối pháp và bất thối pháp. Bồ Tát bất thoái chuyển gọi là thật Bồ Tát, vì có Bồ Tát thật cho nên các Bồ Tát thoái chuyển đều gọi là Bồ Tát. Ví như người chứng được bốn đạo quả gọi là thật tăng, vì có tăng thật cho nên các người chưa đắc đạo đều gọi là tăng. Hỏi: sao biết Bồ Tát ấy là thoái chuyển và bất thoái chuyển? Đáp: phẩm A Bệ Bà Trí trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, Phật tự thuyết tướng bất thoái chuyển, tướng như vậy là thoái chuyển, tướng như vậy là bất thoái chuyển. Lại nữa, nếu Bồ Tát chỉ với một pháp mà khéo tu khéo niệm, ấy gọi là A Bệ Bà Trí Bồ Tát. Một pháp gì? Đó là thường nhất tâm, nhóm các thiện pháp. Như nói các đức Phật, do thường nhất tâm, nhóm các thiện pháp mà chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, có Bồ Tát chỉ được một pháp là tướng bất thoái chuyển. Một pháp gì? Đó là chánh trực tinh tiến. Như Phật hỏi A Nan: A Nan, thầy tinh tiến chăng? Đúng vậy, bạch Thế Tôn. A Nan, thầy tán thán tinh tiến chăng? Đúng vậy, đấng thiện thệ. A Nan, thường hành thường tu thường niệm tinh tiến cho đến khiến cho người đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, như trong đó nói rộng vậy. Lại nữa, nếu được hai pháp khi ấy là tướng bất thoái chuyển. Hai pháp gì? Thật biết hết thảy pháp là không, và cũng niệm nghĩ không bỏ tất cả chúng sanh, người như vậy gọi là Bồ Tát bất thoái chuyển. Lại nữa, được ba pháp. Một là nhất tâm nguyện muốn thành Phật đạo, như kim cương không thể lay động, không thể phá hoại. Hai là đối với hết thảy chúng sinh có tâm từ bi khắc vào xương tủy. Ba là được Bát Nhã Tam Muội, thấy được chư Phật hiện tại, lúc ấy gọi là Bồ Tát bất thoái chuyển. Lại nữa, trong A Tỳ Đàm, chúng đệ tử của Ca Chiên Diễn Ni Tử nói: sao gọi là Bồ Tát? Tự giác lại có thể giác tha, ấy gọi là Bồ Tát. Chắc chắn sẽ làm Phật, ấy gọi là Bồ Tát.
Bồ đề là trí tuệ của người lậu tận, người ấy được trí tuệ mà sanh ra, được người trí tuệ hộ niệm, được người trí tuệ cúng dường, ấy gọi là Bồ Tát. Lại nói phát tâm bất thoái chuyển, từ đó về sau gọi là Bồ Tát. Lại nói nếu ra lìa năm pháp, được năm pháp, ấy gọi là Bồ Tát. Năm pháp là gì? Lìa ba đường ác, thường sanh vào loài trời loài người, lìa nghèo cùng hạ tiện, thường được tôn quý, lìa khỏi tướng phi nam, thường được thân nam tử, lìa khỏi thân hình tàn khuyết thô lậu, các căn đầy đủ để bỏ tánh hay quên, thường nhớ túc mạng, được trí tuệ túc mạng ấy, thường lìa hết thảy các pháp ác, xa bỏ người ác, thường cầu đạo pháp, nhiếp thủ đệ tử, như vậy gọi là Bồ Tát. Lại nữa, từ khi giao nghiệp cho 32 tướng trở đi, ấy gọi là Bồ Tát. Hỏi: lúc nào gieo trồng nghiệp làm nhân duyên cho 32 tướng? Đáp: qua khỏi ba a tăng kỷ kiếp, vậy sao mới trồng nghiệp nhân duyên cho 32 tướng? Hỏi: thời gian bao lâu gọi là a tăng kỷ vô số kiếp? Đáp: cực số mà những kẻ biết toán số trong hạng nhân thiên không thể biết được, ấy gọi là một a tăng kỷ. Như một với một gọi là hai, hai với hai là bốn, ba lần ba là chín, 10 lần 10 là trăm, 10 lần 100 là nghìn, 10 lần nghìn là vạn, ngàn lần vạn là ức, ngàn vạn ức gọi là na do tha, ngàn vạn na do tha gọi là tần bà, ngàn vạn tần bà gọi là ca tha, quá ca tha gọi là a tăng kỷ. Như vậy trong số 3 a tăng kỷ, nếu tu hành hết một a tăng kỷ thì tu a tăng kỷ thứ hai, tu hết a tăng kỷ thứ hai thì tu a tăng kỷ thứ ba. Ví như phép toán số đếm từ 1 đến 100, đến 100 xong trở lại từ 1. Như vậy Bồ Tát qua một a tăng kỷ rồi trở lại, kể từ 1 khởi đi. Trong a tăng kỷ đầu, tâm không tự biết ta sẽ thành Phật hay không thành Phật. Trong a tăng kỷ 2, tâm tuy biết được ta chắc chắn thành Phật, nhưng miệng không nói ta sẽ thành Phật. Trong a tăng kỷ 3, tâm tự biết rõ ràng sẽ thành Phật, miệng tự phát ngôn không chút sợ, ta trong đời sau sẽ thành Phật. Phật Thích Ca Văn: kể từ Phật Thích Ca Văn quá khứ đến Phật Lạc Na Thi Khí là a tăng kỷ đầu, trong khoảng ấy Bồ Tát vĩnh viễn xa lìa thân mỹ nhân. Từ Phật Lạc Na Thi Khí đến Phật Nhiên Đăn là a tăng kỷ thứ hai, trong khoảng ấy Bồ Tát cúng dường Phật Nhiên Đăng 7 cảnh hoa sen, trải áo da nai, trải tóc lên đống bùn để lót đường cho Phật đi qua. Phật Nhiên Đăng liền thọ ký cho Bồ Tát, ông tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Từ Phật Nhiên Đăng đến Phật Tỳ Bà Thi là a tăng kỷ thứ ba, nếu qua khỏi ba a tăng kỷ kiếp, lúc ấy là lúc Bồ Tát gieo trồng nghiệp làm nhân duyên cho 32 tướng. Hỏi: nghiệp cho 32 tướng có thể gieo trồng ở tại đâu? Đáp: ở tại cõi dục chứ không phải tại cõi sắc, cõi vô sắc. Trong năm đạo của cõi dục và tại nhân đạo gieo trồng, trong bốn châu thiên hạ, tại châu Diêm Phù Đà gieo trồng chứ không phải châu Câu Gia Ni, Uất Đát La Việt, Phất Bà Đà. Ở tại Diêm Phù Đà thì từ thân nam tử gieo trồng chứ không phải nữ nhân, lúc có Phật xuất thế gieo trồng, Phật không xuất thế không thể gieo được. Vì duyên thân Phật mà được gieo, duyên thân khác không được gieo. Hỏi: nghiệp của 32 tướng là ở nơi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nghiệp nào được gieo? Đáp: ý nghiệp gieo không phải thân nghiệp, khẩu nghiệp. Vì sao? Vì ý nghiệp lanh lợi. Hỏi: ý nghiệp có 6 thức, nghiệp của 32 tướng ấy là ý thức gieo hay là ngũ thức gieo? Đáp: là ý thức không phải ngũ thức. Vì sao? Vì ngũ thức không thể phân biệt, vì thế nên ý thức gieo. Hỏi: tướng nào gieo trước tiên? Đáp: có người nói tướng bàn chân bằng phẳng gieo trước tiên. Vì sao? Vì trước phải đứng vững rồi sau mới có thể gieo các tướng khác. Có người nói gieo tướng mắt xanh biết trước, được tướng mắt này là mắt đại từ xem chúng sanh. Tuy có lời ấy nhưng không hẳn như vậy, nếu nhân duyên của tướng nào hòa hiệp là bắt đầu gieo. Hỏi: một ý tứ gieo hay nhiều ý tứ gieo? Đáp: 32 ý tứ gieo 32 tướng, mỗi một ý tứ gieo mỗi một tướng, mỗi một tướng có 100 phước đức trang nghiêm. Hỏi: bao nhiêu gọi là một phước đức? Đáp: có người nói có được nghiệp báo làm chuyển luân thánh vương, ở trong bốn châu thiên hạ hưởng thọ phước lạc được tự tại, ấy gọi là một phước đức. Đủ 100 phước như vậy thành một tướng. Lại có người nói làm thích đại hoàn nhân, ở trong hai cõi trời được tự tại, ấy gọi là một phước. Lại có người nói làm vị thiên vương tha hóa tự tại, ở trong cõi dục được tự tại, ấy gọi là một phước. Lại có người nói trừ Bồ Tát Bổ Xứ, phước báo của hết thảy chúng sanh có được, ấy gọi là một phước. Lại có người nói sau khi kiếp của trời đất chấm hết, do hết thảy phước đức của hết thảy chúng sinh cộng lại mà quả báo của tam thiên đại thiên thế giới được thành lập, ấy gọi là một phước. Lại có người nói phước ấy không thể lường, không thể thí dụ mà biết được.
nhìn hết thảy chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều mù mắt, có một người chữa khỏi, ấy gọi là một phước. Tất cả người đều bị trúng độc, một người trị khỏi. Tất cả người sắp chết, một người cứu thoát khỏi. Tất cả người phá giới, phá chánh kiến, một người dạy cho được tịnh giới và chánh kiến. Mỗi việc như vậy đều là một phước. Lại có người nói phước ấy không thể lường, không thể thí dụ. Bồ Tát ấy ở vào A Tăng kỷ thứ 3 thì tâm tư duy về hạnh lớn, gieo trồng nhân duyên, về 32 tướng, vì vậy phước ấy không thể lường, chỉ có Phật mới biết được. Hỏi, Bồ Tát trong bao lâu thì gieo trồng được một phước? Đáp, chậm lắm là 100 kiếp, nhanh lắm là 91 kiếp. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni trong 91 đại kiếp tu hành xong 32 tướng. Như vậy trong kinh nói, kiếp quá khứ lâu xa, có Đức Phật hiệu Phất Xa. Bây giờ có hai Bồ Tát, một là Thích Ca Mâu Ni và một là Di Lặc. Phật Phất Xa muốn quán xem tâm Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đã thuần thục chưa. Tức quán thấy biết tâm Ngài chưa thuần thục mà tâm các đệ tử Ngài đều đã thuần thục. Còn tâm Bồ Tát Di Lặc thì đã thuần thục mà đệ tử Ngài thì chưa thuần thục. Bây giờ Phật Phất Xa nghĩ như vậy, tâm của một người dễ giáo hóa được mau, tâm của nhiều người khó thể đối trị mau. Suy nghĩ như vậy rồi, Phật Phất Xa muốn khiến Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni được mau thành Phật, nên lên trên núi Tuyết nhập hòa định ở trong hang bóng. Lúc ấy Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đang là ngoại đạo tiên nhân lên núi hái thuốc, trông thấy Phật Phất Xa đang ngồi trong hang báu nhập hòa định phóng hào quang. Thấy vậy rồi tâm hoan hỉ tiến kính đứng co một chân, chắp tay hướng Phật một lòng chiêm ngưỡng qua 7 ngày đêm, không thấy chớp mắt để nói một bài kệ tán Phật. Thiên thượng thiên hạ không ai bằng Phật, mười phương thế giới cũng không thể sánh. Những gì ở thế gian tôi thấy hết, tất cả không có ai sánh ngang Phật. Qua 7 ngày đêm nhìn kỹ Thế Tôn, mắt chưa từng chớp mà vượt qua được 9 kiếp, còn ở trong 91 kiếp được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Hỏi, nếu Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni thông minh biết nhiều, có thể làm nhiều bài kệ hay, cớ sao qua 7 ngày đêm mà chỉ có một bài kệ tán Phật? Đáp, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni quý ở tâm tư minh, chứ không quý ở nhiều lời. Nếu còn lấy các kệ khác tán Phật thì tâm bị náo loạn, thế nên qua 7 ngày đêm chỉ lấy một bài kệ tán Phật. Hỏi, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni vì sao tâm chưa thuần thục mà tâm đệ tử lại thuần thục, còn tâm Bồ Tát Di Lặc thuần thục mà tâm đệ tử lại chưa thuần thục? Đáp, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni tâm vì lợi ích chúng sanh nhiều mà tự vì mình ít, còn Bồ Tát Di Lặc tâm vì kỳ thân nhiều mà vì chúng sanh ít. Từ Phật Bệ Bà Thi đến Phật Ca Diếp trong khoảng 91 kiếp ấy, giao trọng nghiệp nhân duyên cho 32 tướng xong thì đầy đủ 6 ba la mật. Những gì là 6? Đàn ba la mật, thi la bi la mật, thi la ba la mật, sàn đẻ ba la mật, tỷ lê gia ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật. Hỏi, đàn ba la mật được đầy đủ như thế nào? Đã có thể bố thí tất cả không ngăn ngại gì, cho đến khi đem thân mạng mà cho tâm vẫn không tiếc. Ví như vua thi tỷ đem thân mà thí cho chim bổ câu, bản thân của Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni bấy giờ là vua thi tỷ. Vua đã được quy mạng cứu hộ Đà La Ni, rất tinh tấn có tâm từ bi, xem tất cả chúng sanh như mẹ thương con. Gặp lúc ấy không có Phật, Thích Đề Hoàn Nhân thọ mạng gần dứt, tự nghĩ nơi nào có Phật bậc nhất thế trí, rồi đi hỏi khắp nơi mà không ai đoạn nghi được, nên biết hết thảy đều không phải là Phật, liền trở lại trên trời ngồi mà yêu sầu. Bấy giờ có vị trời tên là Tỳ Thủ Kiết Ma giỏi biến hóa, hỏi thiên chủ vì sao mà yêu sầu? Đáp, ta tìm bậc nhất thiết trí mà không gặp được nên yêu sầu. Tỳ Thủ Kiết Ma nói, có vị đại Bồ Tát bố thí chỉ giới thiền định trí tuệ đầy đủ, không lâu sẽ thành Phật. Lấy Thích dùng kệ đáp, Bồ Tát phát đại tâm như trứng cá bông xoài, ba việc lúc nhân nhiều, lúc thành quả rất ít. Tỳ Thủ Kiết Ma đáp, vua thi tỷ dòng yêu thi na ấy đầy đủ chỉ giới tinh tấn đại từ đại bi thiền định trí tuệ, không lâu sẽ thành Phật. Thích Đại Hòa Nhân nói với Tỳ Thủ Kiết Ma, hãy đến thử xem rồi biết có tướng Bồ Tát hay không. Người làm chim bổ câu, ta làm chim ó. Người giả bộ giả làm bộ sợ hãi chi vào nách vua, ta đuổi theo ngươi. Tỳ Thủ Kiết Ma nói, sao lại lấy việc này xúc não vị đại Bồ Tát ấy? Thích Đại Hòa Nhân nói kệ, ta chẳng phải ác tâm như chân kim nên thử thử Bồ Tát như vậy để biết tâm định chăng. Nói kệ xong, Tỳ Thủ Kiết Ma liền tự biến thành chim bổ câu mắt đỏ chân đỏ. Thích Đại Hòa Nhân tự biến thành chim ó bay theo đuổi gấp. Bổ câu bay thẳng vào nách vua,
thần run sợ, mắt nhéo nhác, tiếng kêu khẩn thiết. Lúc ấy có nhiều người cùng nói với nhau rằng vua ấy đại nhân từ nên bảo hộ tất cả. Chim bồ câu nhỏ ấy bay đến như về nhà, như vậy tướng Bồ Tát thành Phật chắc không lâu. Lúc ấy chim ó đậu trên cây gần đó nói với vua Thi Tỷ rằng: trả bồ câu lại cho tôi vì của tôi bắt được. Vua nói với chim ó: ta bắt được nó chứ không phải ngươi. Khi ta vừa phát ý Bồ Tát thì bắt được nó, tất cả chúng sanh ta đều muốn độ thoát. Chim ó nói: vua muốn độ hết thảy chúng sanh, tôi không phải ở trong số hết thảy đó ư? Cớ sao riêng tôi không được vua thương mà nên lại cướp mất bữa ăn của tôi? Vua nói: ngươi cần ăn thứ gì ta có thể nguyện, hễ có chúng sanh nào đi đến với ta tất cứu hộ. Ngươi cần ăn thứ gì ta sẽ cấp cho. Chim ó nói: tôi cần thứ thịt nóng vừa mới giết. Vua nghĩ việc này thật khó, không tự sát sanh làm sao có được, sao ta lại giết một con mà đem cho một con. Tư duy tâm định rồi tự thuyết kệ: xác thịt của ta đây hằng thuộc giả bệnh chết, không lâu sẽ thối rã, kia cần ta sẽ cho. Suy nghĩ như thế rồi, vua gọi người cầm dao đến, tự xẻo thịt bắp vế cho chim ó. Ó nói với vua: vua tuy lấy thịt nóng mà cho tôi, nhưng phải làm theo đạo lý để cho thịt nặng nhẹ bằng với bổ câu mới được, chớ dối. Vua sai mặc cần đến lấy thịt vua cân với bổ câu, bổ câu cứ nặng mãi, thịt vua cứ nhẹ dần. Vua sai người lóc thịt cả hai vế của mình vẫn nhẹ không đủ, thứ đến hai bắp chân, hai vai, hai vú, cổ, lưng, vân vân, cho đến hết cả thịt ở thân mình mà bổ câu vẫn còn nặng, thịt vua vẫn còn nhẹ. Lúc ấy cẩn thận nội thích, răng che màn sáo, không cho mọi người xem. Vua đã như vậy, không thể xem được nữa. Vua Thi Tỷ nói chớ ngăn cản mọi người, cứ để họ vào xem, rồi thuyết kệ rằng: trời người Atula, tất cả đến xem ta, đại tâm vô thượng trí, vì cầu thành Phật đạo. Nếu có cầu Phật đạo, hãy nhẫn đại khổ này, tâm không thể kiên cố, thì hãy dừng ý lại. Bây giờ Bồ Tát hai tay vấy máu, vịn vào cân, muốn leo lên, định tâm đem cả thân mình để cân cho bằng bổ câu. Họ nói: đại vương, việc ấy khó thành, đâu cần như thế, trả bổ câu lại tôi. Vua nói: bổ câu đến với ta nhất định không giao lại ngươi. Nay ta muốn đem thân này để cầu đổi lấy Phật đạo. Vua lấy tay vị cân, bây giờ Bồ Tát thịt đã hết, cân đã đứt, không thể tự chế được, muốn leo lên mà cứ ngã xuống, tự trách tâm rằng: ngươi hãy tự kiên cường lên, không được mê muội. Tất cả chúng sinh bị đọa vào biển lớn yêu khổ, một mình ngươi lập thệ nguyện muốn cứu độ tất cả, sao lại giải đãi mê muội? Khổ này rất ít, khổ ở địa ngục rất nhiều, đem hai việc ấy so sánh vẫn không bằng 1/16. Ta này có trí tuệ tinh tấn chỉ giới thiền định, còn lót dạ khổ này của những người trong địa ngục không có trí tuệ thì làm sao? Lúc ấy Bồ Tát quyết tâm muốn leo lên cân, bảo người đỡ lên. Tâm Bồ Tát lúc ấy tuyệt không có chút hối hận. Chư thiên long vương, Atula, quỷ thần, nhân dân đều tán thán rằng: vì chim nhỏ mà thế, việc ấy thật hy hữu. Ngày khi ấy đại địa chấn động sáu cách, biển lớn nổi sóng, cây khô xanh hoa, trời mưa hương thơm và giải hoa quý, tiên nữ ca ngợi chắc chắn được thành Phật. Cùng khi ấy thần tiên các bốn phương đều đến ca ngợi, ấy là Bồ Tát chân thật đã sớm thành Phật. Họ nói với bổ câu: các thử thách như thế không tiếc thân mạng, ấy là chân thật, là Bồ Tát. Liền nói kệ rằng: trong đất từ bi xanh mầm cây nhất thiết trí, bọn ta nên cúng dường, không nên làm yêu não. Tỳ thủ Kiết Ma nói với Thích Đại Hòa Nhân: thiên chủ có thần lực nên làm cho thân của vua ấy bình phục. Thích Đại Hòa Nhân nói: không cần đến ta, vị vua ấy tự lập thệ nguyện, đại tâm hoan hỉ, không tiếc thân mạng, cảm thấy tất cả để khiến phát tâm cầu Phật đạo. Tế Thích liền nói với vua: ông có thể đau đớn mà tâm có buồn hận không? Vua nói: tâm ta hoan hỉ, không có sầu muộn thối thất. Đế Thích nói: ai tin được tâm ông không thối thất? Bây giờ Bồ Tát phát lời thệ nguyện chắc thật rằng: tôi lóc thịt máu chảy mà không hận không buồn, nhất tâm không hối tiếc để cầu Phật đạo. Nếu đúng như vậy, thân tôi sẽ tức khắc bình phục như cũ. Ngay khi nói ra lời nguyện ấy, thân liền bình phục như cũ. Trời người trông thấy đều rất hoan hỉ, tán thán việc chưa từng có. Đại Bồ Tát ấy chắc sẽ thành Phật. Bọn ta hãy nên tận tâm cúng dường, cầu mong ngài sớm thành Phật đạo. Hãy nhớ đến chúng ta. Bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân, Tỳ thủ Kiết Ma đều trở về trời, đủ các tướng như thế, ấy là Đà Ba La Mật được đầy đủ. Hỏi: thì là Ba La Mật được đầy đủ như thế nào? Đáp: không tiếc thân mạng, hộ trì tịnh giới, như vua Tù Đà Tu Ma từ kiếp làm Ma Sa Ba Đà Đại Vương, chí đến bỏ thân mạng cũng không phạm cấm giới.
Sự có vua Tu Đà Tu Ma tinh tấn trì giới, thường giữ lời chân thật. Một sáng sớm cưỡi xe cùng các thể nữ đi vào vườn dạo chơi. Khi ra đến cửa thành, có một bà la môn đến xin nói với vua: "Vua là người đại phúc đức, thân tôi bận cùng, xin rủ lòng thương cho tôi ít nhiều." Vua nói: "Được, kính lời dạy Như Lai, ta sẽ bố thí, nhưng hãy đợi ta trở về." Nói xong, vua đi vào vườn tắm rửa vui chơi. Lúc ấy có con chim chúa có hai cánh rất lớn tên là chân nai, từ trên không bay đến giữa đám thể nữ các vua bay đi, giống như chim kim sí vào giữa biển bắt rồng. Các thể nữ kêu gào khóc la kinh hãi cả khu vườn, cho đến trong ngoài thành đều lo sợ hoảng hốt. Chân nai mang vua bay giữa hư không đến chỗ núi nó ở, để vua vào giữa 99 vị vua bị bắt. Vua Tu Đà Tu Ma khóc ròng như mưa. Chân nai nói: "Này vua đại sát lợi, tại sao ông khóc như trẻ con vậy? Người có sanh thì có chết, có hội họp thì có chia lìa." Vua Tu Đà Tu Ma đáp: "Ta không phải sợ chết, chỉ tự hận là thất tín. Ta từ khi sanh đến nay không hề nói dối. Sáng nay khi ra cửa thành, có một bà la môn đến theo ta xin. Ta hứa khi trở về sẽ cho, không ngờ bị vô thường, phải cô phụ lòng người ấy, tự chuốc lấy tội dối trá, chỉ vì thế mà ta khóc thôi." Chân nai nói với vua: "Ý ông muốn vậy, sợ dối nói lời ấy, tin lời ông. Tôi cho ông trở về trong 7 ngày để bố thí cho bà la môn xong thì trở về ngay. Nếu có 7 ngày mà ông không trở lại, tôi có đôi cánh to mạnh bắt ông trở lại cũng không khó." Vua Tu Đà Tu Ma được trở lại bản quốc bằng ý mà bố thí, chỉ định thái tử lên ngôi kế vị và hội cả nhân dân lại mà sám hối tự tạ rằng: "Trí của ta không khắc đến các loài vật, sở trị phần nhiều, không đúng pháp. Xin hãy trung thành tha thứ cho. Như thân ta ngày nay không còn là của mình nên phải ra đi không trở lại." Nhân dân cả nước và các thân thích dập đầu xin vua ở lại: "Nguyện vua hãy ở lại, thương xót nước này, chớ vì chuyện vua chân nai mà lo sợ, nên thiết lập nhà sắt tinh binh. Chân nai tuy là thần cũng không sợ nó." Vua nói không thể được rồi thuyết cạn: "Thật ngữ là đẹp nhất giới, thật ngữ là thang lên trời, thật ngữ là bậc đại nhân, vọng ngữ là vào địa ngục. Ta nay giữ thật ngữ, dù vứt bỏ thân mạng, tâm không chút hối hận." Thuyết kệ xong, vua liền khởi hành đi đến chỗ chân nai. Chân nai từ xa trông thấy hoan hỉ nói rằng: "Ông là người nói thật, không mất lời hứa. Mọi người đều tiếc nhân mạng, còn ông từ chỗ chết được thoát ra, rồi trở lại với lời hứa. Ông thật là bậc đại nhân." Bấy giờ vua Tu Đà Tu Ma tán thán thật ngữ rằng: "Thật ngữ ấy là người, phi thật ngữ ấy chẳng phải là người." Đủ các loại như vậy, tán thán thật ngữ, chê trách vọng ngữ. Chân nai nghe vậy tín tâm thanh tịnh, nói với vua Tu Đà Tu Ma rằng: "Ông khéo nói những lời như vậy, nay tôi thả ông về, ông được giải thoát, 99 vua kia cũng được tha theo ông luôn, tùy ý trở về bản quốc nấy." Nói như vậy rồi, 100 vua đều được tha trở về. Đủ các tướng như vậy, ấy là Thi La Ba La Mật đầy đủ. Hỏi: "Sàn đè Ba La Mật được đầy đủ như thế nào?" Đáp: "Nếu có người đến mắng, đánh đập, cắt xẻo tưởng mảnh, cướp mất mạng, tâm không khởi sân hận, như tỳ kheo sàn đè bị vua ca lê cắt tay chân, tai, mũi, mà tâm vẫn kiên cố bất động. Hỏi tỳ lê gia ba la mật đầy đủ như thế nào?" Đáp: "Nếu có người đại tâm siêng năng như Bồ Tát, Đại Thi, vì tất cả mà đem thân này thể tát biển cả, khiến khô cạn, nhất định tâm không giải đãi, cũng như tán thán Phật đẻ xa mà suốt 7 ngày đêm đứng có một chân, mắt không chớp." Hỏi: "Thiền ba la mật đầy đủ như thế nào?" Đáp: "Như được tự tại giữa tất cả thiền định ngoại đạo, đại nhi tiên nhân thượng xả lê, lúc tọa thiền không hơi thở ra vào, làm chim làm tổ xanh con trên búi tóc mà không lay không động, cho đến khi chim con bay đi." Hỏi: "Bát nhã ba la mật đầy đủ như thế nào?" Đáp: "Bồ Tát đại tâm suy nghĩ phân biệt như đại thần Cổ Tân Đà Bà La Môn, chia đại địa diêm phủ đề làm 7 phần, bao nhiêu thành lớn, bao nhiêu thành nhỏ, xóm làng, thôn dân, đều chia làm 7 phần. Bát nhã ba la mật là như thế, ấy gọi là 6 pháp ba la mật của Bồ Tát được đầy đủ. Khi ở nơi Phật Ca Diếp, Bồ Tát làm đệ tử, chỉ tịnh giới, hành công đức, sanh lên trời Đâu Xuất." Hỏi: "Bồ Tát sao chỉ sanh ở trời Đâu Xuất mà không sanh ở các cõi cao hơn hay cõi thấp hơn? Đã là vị có phúc đức lớn thì có thể tự tại sanh." Đáp: "Có người nói vì nghiệp nhân duyên thành thục nên sanh ở đó. Lại nữa, sanh ở thấp hơn thì kiết sử nặng nề ô trược, sanh ở cao hơn thì kiết sử lanh lợi, sanh ở Đâu Xuất thì kiết sử không nặng nề không lanh lợi, trí tuệ an ổn.
Lại nữa, vì không muốn quá thời kỳ Phật xuất thế vậy. Nếu sanh ở cõi thấp hơn thì mạng sống ngắn, khi mệnh chung mà Phật chưa xuất thế. Nếu sanh ở cõi cao hơn thì mạng sống dài, tuổi thọ chưa hết lại quá thời kỳ Phật xuất thế. Ở cõi trời đâu xuất, tuổi thọ cùng với lúc Phật xuất thế trùng nhau. Lại nữa, Phật thường ở trung đạo, trời đâu xuất ở giữa lục dục thiên và phạm thiên, trên ba, dưới ba, sanh ở nước chính giữa thiên hạ này, nửa đêm giáng trần, nửa đêm ra khỏi thành Ca Tỳ La, mà thực hành trung đạo, chứng được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, dùng trung đạo mà thuyết pháp cho người, nửa đêm ngày vào vô dư niết bàn, vì thích ở trung pháp, nên sanh ở trung thiên. Như vậy Bồ Tát sau khi sanh cõi trời đâu xuất, dùng bốn cách quán nhân gian, một là quán thời, hai là quán quốc độ, ba là quán dòng họ, và bốn là quán nơi sanh ra. Thế nào là quán thời? Thời có 8 kỳ Phật xuất thế nhằm trong đó. 1. Lúc lại người thọ 8 vạn 4 ngàn tuổi. 2. Lúc lại người thọ 7 vạn tuổi. 3. Lúc lại người thọ 6 vạn tuổi. 4. Lúc lại người thọ 5 vạn tuổi. 5. Lúc lại người thọ 4 vạn tuổi. 6. Lúc lại người thọ 3 vạn tuổi. 7. Lúc lại người thọ 2 vạn tuổi. 8. Lúc lại người thọ 100 tuổi. Bồ Tát nghĩ như vậy, là người thọ 100 tuổi là thời Phật xuất thế đã đến, ấy là quán thời. Thế nào là quán quốc độ? Các đức Phật thường sanh ở Trung Quốc, nơi có nhiều vàng bạc vật báu, uống ăn đầy đủ, cõi đất thanh tịnh. Thế nào là quán dòng họ? Phật sanh trong hai dòng hoặc Sát Lợi hoặc Bà La Môn. Dòng Sát Lợi thì thế lực lớn, dòng Bà La Môn thì trí tuệ lớn lao, tùy lúc được quý trọng mà Phật sanh ra trong dòng đó. Thế nào là quán chỗ sanh ra? Những người mẹ nào có thể mang thai vị Bồ Tát có sức mạnh Na La Diên và cũng hay giữ mình tịnh giới. Quán như vậy xong, chỉ có hoàng hậu của vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La là ở chỗ Trung Quốc là có thể mang thai Bồ Tát. Suy nghĩ như vậy rồi từ trên trời đâu xuất mà xuống, không mất chánh tuệ mà nhập vào thai mẹ. Hỏi tại sao thân cuối cùng của hết thảy Bồ Tát đều từ trên trời mà xuống, không từ trong loài người mà đến? Đáp, vì là đi con đường thượng đạo, trong lục đạo, thiên đạo trên hết. Lại nữa, lúc từ trên trời xuống thì hiện đủ các điểm lành chưa từng có. Nếu từ nhân đạo mà đến thì nhân đạo không có các điểm lành ấy. Lại nữa, vì người kính trọng trời. Hỏi, mọi người đều do cấu tâm tương tục mà nhập vào thai mẹ với hết thảy tà tuệ tương ưng, vì sao Bồ Tát lại dùng chánh tuệ mà nhập vào thai mẹ? Đáp, có người nói, lúc có tương tục hết thảy chúng sinh cùng với tâm tà tuệ mà vào thai mẹ, Bồ Tát ước niệm không quên gọi là chánh tuệ vào thai mẹ. Ở trung ấm thì biết là ở trung ấm, lúc vào thai mẹ thì biết là vào thai mẹ, lúc ca la la thì biết đang trú ở ca la la là lúc tinh trắng và tinh đỏ hỗn hợp trong 7 ngày đầu thọ thai, lúc án phủ đà thì biết đang trú ở án phủ đà 2 tuần lễ sau hình như vỏ kén, lúc giả na thì biết đang trú ở giả na là tuần lễ sau hình như sữa đặc, lúc ngũ bào giải thích phẩm Pessin thì biết đang trú ở ngũ bào, lúc sanh ra biết là sanh ra, trong những lúc đó ước niệm không quên, ấy gọi là chánh tuệ vào thai mẹ. Lại nữa, người khác khi trú ở trung ấm, nếu là nam thì đối với người mẹ sanh tâm dục nhiễm cho rằng người nữ ấy cùng tùng sự với mình, còn đối với người cha thì sanh tâm sân hận. Nếu là nữ thì đối với cha sanh tâm dục nhiễm cho rằng nam tử ấy tùng sự cùng với mình, còn đối với người mẹ thì sanh tâm sân hận. Bồ Tát không có tâm sân hận, tâm dục nhiễm như thế. Bồ Tát trước đã biết rõ ràng đó là cha là cha mẹ hay nuôi lớn thân ta. Ta nương nhờ nơi thân do cha mẹ sanh mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tịnh tâm nghĩ đến cha mẹ như vậy, tương tục mà nhập thai, ấy gọi là chánh tuệ mà đi vào thai mẹ. Bồ Tát khi đã đủ 10 tháng chánh tuệ ước niệm không quên, khi ra khỏi thai đi 7 bước, miệng phát ra lời rằng đây là thân sau cùng của ta. Cho đến khi vua Tịnh Phạn đưa đến tướng sư coi rằng, ông hãy xem con ta thật có đủ 32 tướng chăng? Nếu có đủ 32 tướng thì có thể có hai điều. Nếu tại gia thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia thì sẽ thành Phật. Các tướng sư nói, địa thiền thái tử thật có đủ 32 tướng đại nhân, nếu tại gia thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia thì sẽ thành Phật. Vua nói những gì là 32 tướng? Tướng sư đáp, 1. Tướng dưới bàn chân bằng phẳng, dưới bàn chân hết thảy đều chấm đất, dù một cây kim cũng không thể lọt qua. 2. Tướng hai bánh xe dưới bàn chân đủ 1.000 căm xe, vòng đai bánh xe và trục bánh xe, ba điều ấy đầy đủ.
tự nhiên thành tựu không đợi thợ người làm. Các thợ trời như tỳ thủ kiết ma không thể hóa làm được diệu tướng như thế. Hỏi vì sao mà không thể? Đáp: tỳ thủ kiết ma ấy là thợ giỏi của trời, mà trí tuệ không ẩn mật. Luân tướng ấy là nghiệp báo thiện, thợ trời được trí tuệ ở danh báo. Luân tướng ấy do thực hành thiện căn trí tuệ mà được. Tỳ thủ kiết ma ấy trong một đời mà được trí tuệ ấy, luân tướng ấy từ trí tuệ vô lượng kiếp mà sanh. Do đó tỳ thủ kiết ma không thể hóa làm, huống gì các thợ khác. Ba, tướng ngón tay dài, ngón tay thon dài và thẳng, cao thấp đều đặn, đốt tay xâm sai. 4. Tướng gót chân rộng và bằng. 5. Tướng ngón tay ngón chân có lưới lụa xòe như của chim nhạn. Trường ngón già thì hiện, không trường già thì không hiện. 6. Tướng tay chân mềm mại như thứ lông tế kiếp ba hơn các phần khác trong thân. 7. Tướng mu bàn chân cao và dày, lấy chân đáp đất, không rộng không hẹp. Sắc dưới chân như hoa sen đỏ, dưới giữa các ngón chân và sắc hai bên bàn chân như san hô thật. Móng tay như đồng đỏ trong sạch. Trên mu bàn chân màu như chân kim, lông trên mu bàn chân như màu tỉ lưu ly xanh, chân nghiêm chỉnh đẹp đẽ như chiếc guốc trang sức đủ các thứ báu. 8. Tướng như bắp đùi Inezien, như đùi trước của nay chúa Inezien, tùy trước sau mà có duỗi. 9. Trước khi đứng thẳng ngón tay giở đến đầu gối, không cúi không ngước lấy bàn tay giở đầu gối. 10. Tướng âm tả như voi báu, ngựa báu, điều hòa và khéo đẹp. Hỏi nếu khi Bồ Tát được vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đệ tử do nhân duyên gì mà được thấy tướng âm tàng? Đáp: vì độ chúng nhân rất chúng nghi mà Phật cho thấy tướng âm tàng. Lại có người nói Phật hóa làm ngựa báu voi báu chỉ cho các đệ tử mà nói rằng tướng âm tàng của ta cũng như thế. 11. Tướng thần cao và rộng, cân đối như cây ni câu lô đà. Bồ Tát lỗ rún ở chính giữa, bốn phần bằng nhau. 12. Tướng lông xoay hướng lên trên, các sợi lông trên thân đều hướng lên và đẹp. 13. Tướng mỗi lỗ chân lông có một sợi lông, lông không tạp loạn, màu xanh như lưu ly, lông xoay theo phía hữu và hướng lên trên. 14. Tướng sắc vàng kim sắc. Hỏi sắc vàng như thế nào? Đáp: nếu sắt ở bên vàng thì màu của sắt không hiện. Nay thứ vàng hiện tại sánh với vàng trong thời Phật ở đời thì không hiện. Vàng trong thời Phật ở đời sánh với vàng Diêm Phủ Na thì không hiện. Vàng Diêm Phủ Na sánh với cát vàng trên đường chuyển đất Thánh Vương trong đại hải thì không hiện. Cát vàng sánh với núi vàng thì không hiện. Núi vàng sánh với vàng của núi Tu Di thì không hiện. Vàng núi Tu Di sánh với vàng anh lạc của cõi trời Tam Thập Tam thì không hiện. Vàng anh lạc của cõi trời Tam Thập Tam sánh với vàng của cõi trời Diệm Ma thì không hiện. Vàng của cõi trời Diệm Ma sánh với vàng của cõi trời Đâu Xuất thì không hiện. Vàng của cõi trời Đâu Xuất Đà sánh với vàng của cõi trời Hóa Tự Tại thì không hiện. Vàng của trời Hóa Tự Tại sánh với vàng của cõi trời Tha Hóa Tự Tại thì không hiện. Vàng của trời Tha Hóa Tự Tại sánh với sắc thân của Bồ Tát thì không hiện. Sắc như thế, ấy gọi là tướng sắc vàng. 15. Tướng ánh sáng một trượng, bốn phía trên thân đều có một trượng hào quang. Phật ở trong hào quang đó đoan nghiêm bậc nhất như hào quang minh tịnh của chư Thiên Vương. 16. Tướng da mỏng mịn, bụi đất không dính thân, như hoa sen không dính bụi nước. Nếu Bồ Tát kinh hành trên núi đất khô, đất không dính chân, cuồng phong thổi đến nghiền nát núi đất thành bụi bay, dẫu đến một mảnh bụi cũng không dính thân Phật. 17. Tướng bảy chỗ đầy đặn, hai tay, hai chân, hai mắt và giữa cổ, bảy chỗ ấy đều đầy đặn đoan chánh, màu sắc trong sạch hơn các thân thể khác. 18. Tướng dưới hai nách đầy đặn, không cao, không sâu. 19. Tướng phần thân trên như sư tử. 20. Tướng thân to lớn và thẳng, thân lớn và thẳng hơn mọi người. 21. Tướng vai tròn và đẹp, hết thảy không có vai nào sánh được như vậy. 22. Tướng 40 cái răng, không nhiều, không ít hơn. Các người khác thì 32 cái răng. Thân có hơn 300 đốt xương, xương đầu có 9, còn Bồ Tát có 40 cái. Đầu có một xương. Bồ Tát xương răng nhiều, xương đầu ít. Người khác xương răng ít, xương đầu nhiều, do đó đi khác với thân người. 23. Tướng răng đều đặn, các răng không to quá, không nhỏ quá, không lồi ra, không thổi vào, răng khít nhau. Người không biết cho là chỉ có một răng, kẻ răng khít, dù một sợi lông nhỏ cũng không lọt. 24. Tướng răng trắng, trắng hơn cả ánh sáng của núi tuyết. 25. Tướng hai má như sư tử, như sư tử là chúa trong các loài thú có má thẳng và rộng. 26. Tướng được thượng vị trong các vị, có người nói Phật lấy thức ăn để vào trong miệng thì tất cả thức ăn đều trở thành vị tối thượng. Vì sao?
Vì trong tất cả thức ăn ấy có cái nhân của vị tối thượng. Người không có tướng ấy không thể phát ra cái nhân đó, không được vị tối thượng. Lại có người nói, nếu Bồ Tát đưa thức ăn để vào trong miệng, bây giờ hai bên yết hầu chảy ra cam lồ và lẫn với các vị. Vì vị ấy thanh tịnh nên gọi là được thượng vị trong các vị. 27. Tướng lưỡi to lớn. Lưỡi to lớn của Bồ Tát từ trong miệng đưa ra phủ kín cả mặt cho đến chân tóc. Khi đưa trở lại, miệng cũng không chật. 28. Tướng âm thanh Phạm Thiên. Như Phạm Thiên Vương có năm thứ âm thanh từ trong miệng phát ra. 1. Sâu thẳm như sấm. 2. Trong suốt nghe xa, người nghe vui thích. 3. Nhập vào tâm họ thì sanh kính ái. 4. Nghe rõ dễ hiểu. 5. Người nghe không chán. Thanh âm của Bồ Tát cũng như vậy. Năm thứ thanh âm từ trong miệng phát ra tướng thanh âm của chim ca lăng tần già rất dễ ưa. Lại có tướng âm thanh của trống như trống lớn có âm thanh vang dội sâu xa. 29. Tướng mắt xanh biếc như hoa sen xanh đẹp đẽ. 30. Tướng lông mi trâu như lông mì của châu chúa dài và đẹp không tạp loạn. 31. Tướng nhục kế ở đỉnh đầu. Bồ Tát có búi tóc bằng xương như nắm tay ở trên đỉnh đầu. 32. Tướng lông trắng. Lông trắng mọc giữa hai chân mày, không cao không thấp, trắng sạch, xoay theo phía hữu, kéo ra dài trăm thước. Thầy tướng nói, địa thiên thái tử có 32 tướng đại nhân như vậy, Bồ Tát có đủ các tướng ấy. Hỏi, Chuẩn Luân Thánh Vương có 32 tướng, Bồ Tát cũng có 32 tướng, có gì sai khác? Đáp, tướng của Bồ Tát có 7 đều hơn tướng của Chuẩn Luân Thánh Vương. Tướng của Bồ Tát: 1. Tịnh hảo. 2. Phân minh. 3. Không sai chỗ. 4. Đầy đủ. 5. Thâm nhập. 6. Tùy trí tuệ mà làm, không tùy thế gian. 7. Tùy sự viễn ly. Tướng của Chuẩn Luân Thánh Vương không được như vậy. Hỏi, sao gọi là tướng? Đáp, dễ biết nên gọi là tướng, nhân nước khác lửa do tướng nên biết. Hỏi, Bồ Tát vì sao có 32 tướng, không nhiều, không ít hơn? Đáp, có người nói, Phật do 32 tướng trang nghiêm thân nên đoan tránh không tạp loạn, nếu ít hơn thì thân không đoan tránh, nếu nhiều hơn thì tướng nơi thân Phật tạp loạn. 32 tướng ấy đoan chính không tạp loạn, không thể thêm, không thể bớt, thân tướng cũng như vậy. Hỏi, Bồ Tát vì sao lấy tướng tốt để trang nghiêm thân? Đáp, có người thấy thân tướng của Phật thì tâm được tịnh tín, vì vậy dùng tướng tốt để trang nghiêm thân. Lại nữa, vì chư Phật hết thảy mọi sự đều hơn hết, nên từ sắc thân uy lực dòng họ giác thuộc trí tuệ thiền định giải thoát mọi sự đều hơn, nếu vậy không trang nghiêm thân tướng, sự ấy bèn thiếu. Lại nữa, có người nói vô thượng chánh đẳng chánh giác trú ở trong thân ấy, cũng như người muốn cưới con gái nhà hào quý. Con gái ấy sai sứ nói với người kia rằng, nếu muốn cưới tôi thì trước phải trang nghiêm phòng thất, trừ khử ô uế, sơn phết sông hương, sắp đặt giường nệm, trải chiếu răng mảng trướng, cỡ nọng hương hoa, phải cho nghiêm trang, rồi sau tôi mới đến nhà ngươi. Vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng như vậy, sai trí tuệ đi sứ trong đời vị lai, đến chỗ Bồ Tát nói, nếu muốn được ta phải tu tập cho có tướng tốt để tự trang nghiêm, rồi sau ta đến trong thân ngươi, nếu không trang nghiêm thân thì ta không trú. Do vậy Bồ Tát tu 32 tướng để tự trang nghiêm thân, để được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Bồ Tát dần dần lớn trong thấy cái khổ già bệnh chết, tâm sanh nhàm chán. Rồi nửa đêm xuất gia 6 năm khổ hạnh, ăn cháo nhừ hòa sữa đường mật. Những thứ này có 16 công đức làm bổ ích cho thân, do con gái Bà La Môn tên Nan Đà cúng. Ăn xong ở tại cội Bồ Đề, Bồ Tát phá 1.8 vạn ức quỷ binh ma chúng, rồi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hỏi, được công đức gì mà gọi là Phật? Đáp, được tận trí vô sanh trí nên gọi là Phật. Lại có người nói, được 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng, 3 đạt vô ngại. 3 ý chỉ là: 1. Người thọ giáo kính trọng Phật không mừng. 2. Người không thọ giáo không kính trọng Phật không buồn. 3. Kính trọng hay không kính trọng tâm không khác. Đại từ đại bi, 37 đạo phẩm, tổng tướng biệt tướng của hết thảy pháp đều biết nên gọi là Phật. Hỏi, vì sao khi chưa được Phật đạo thì gọi là Bồ Tát, khi được Phật đạo rồi thì không gọi là Bồ Tát? Đáp, chưa được Phật đạo tâm còn ái trước, cầu muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác nên gọi là Bồ Tát. Khi thành Phật đạo rồi lại được các thứ đại công đức khác nên lại có tên khác gọi là Phật. Cũng như khi con vua, khi chưa làm vua thì gọi là vương tử, khi đã làm vua không gọi là vương tử, khi đã làm vua tuy vẫn là vương tử mà không gọi là vương tử. Bồ Tát cũng như vậy, khi chưa được Phật đạo gọi là Bồ Tát, khi đã được Phật đạo gọi là Phật. Trong Pháp Thanh Văn, bọn đệ tử của các chuyên gia ni tử thuyết về tướng và nghĩa của Bồ Tát như trên. Người đại thừa nói,
Bọn đệ tử của các trên diên ni tử là người ở trong vòng sanh tử, không tụng không đọc kinh đại thừa, họ chẳng phải đại bồ tát, không biết thật tướng của các pháp, tự lấy căn trí lanh lợi ở trong Phật pháp viết các luận nghị giải nghĩa về các kiết sử tín định căn vân vân, còn nhiều chỗ sai quấy, huống gì muốn luận nghị về bồ tát, cũng như người ít sức nhảy ngang cái kênh nhỏ còn không qua được, huống là sông lớn. Người ấy ở trong sông lớn biết chắc sẽ chìm mất, hỏi mất thế nào, đáp trên kia nói trải qua vô số kiếp gọi là bồ tát. Trong ba vô số kiếp bố thí cả đầu mắt tủy não tâm không hối hận, ấy là điều a la hán bích chi phật không thể sánh kịp. Như xưa bồ tát làm đại tát đà bà đi qua biển lớn gió mạnh làm vỡ thuyền, nói với các con buôn hãy nắm lấy đầu tóc tay chân của tôi sẽ đưa qua. Khi các con buôn nắm xong, ngài liền lấy dao tự sát. Lệ của biển cả là không chứa tử thi, tức thời gió mạnh thổi đưa đến bờ. Đại tử như vậy mà nói là không phải là bồ tát thì còn ai là bồ tát? Tu hành mãn vô số kiếp thứ hai, khi chưa vào vô số kiếp thứ hai ở nơi Phật Nhiên Đăng, ngài được thọ ký làm Phật, tức thời bay lên hư không thấy mười phương Phật đứng giữa hư không ca ngợi Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng nói người qua khỏi một vô số kiếp sẽ được làm Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Được thọ ký như vậy mà nói bây giờ chưa là bồ tát, há không phải là đại bệnh? Bọn đệ tử của ca trên diên ni tử nói trong ba vô số kiếp chưa có tướng Phật, cũng không trọng nhân duyên về tướng Phật, làm sao biết là bồ tát? Hết thảy pháp chưa có tướng rồi sao mới có thể biết nó có thật, nếu không có tướng thời không biết được. Người đại thừa nói được thọ ký làm Phật bay lên hư không thấy mười phương Phật, đó chẳng phải là tướng lớn sao? Được thọ ký sẽ làm Phật, được làm Phật, đó là tướng lớn. Bỏ tướng lớn này mà nhận lấy 32 tướng, thì 32 tướng chuyển luân thánh vương cũng có, chư thiên ma vương cũng hóa làm được tướng đó, Nan Đà, Đề Bà, vân vân đều có 32 tướng. Bà Bạc Lê, bà La Môn có 3 tướng, vợ của Đại Ca Diếp có tướng sắc vàng, cho đến người đời này mỗi người cũng có một tướng, hai tướng, hoặc là mắt xanh, tay dài, phần trên như thân sư tử. Những tướng như vậy hoặc nhiều hoặc ít, sao ngươi chỉ coi trọng tướng ấy? Trong kinh nào nói trong ba vô số kiếp Bồ Tát không gieo trọng nhân duyên của tướng, như Nan Đà tắm cho Phật tỷ bà thi, nguyện được thanh tịnh đoan nghiêm, ở tháp Bích Chi Phật, ngài lấy màu xanh sẫm vẽ lên vách tường, vách làm tượng Bích Chi Phật, nhân đó phát nguyện, nguyện tôi thường được tướng thân kim sắc. Ngài lại xây bậc cấp trong tháp Phật Ca Diếp, do ba nhân duyên của ba việc phước đó mà đời đời được an vui, sanh ra ở đâu cũng đoan nghiêm. Dự phúc ấy được sanh trong dòng họ Thích, nước Ca Tỳ La, làm đệ tử của Phật được 32 tướng của bậc đại nhân, thanh tịnh đoan chánh, xuất ra được đạo quả A-la-hán. Phật nói trong 500 đệ tử, tỳ kheo Nan Đà đoan chánh bậc nhất, tướng ấy dễ được. Vì sao nói, ở 91 kiếp gieo trồng, còn lại một đời mới được tướng ấy, thật là thế là quá bậy. Ông nói trong vô số kiếp đầu không biết sẽ làm Phật hay không làm Phật, trong vô số kiếp thứ hai biết sẽ làm Phật nhưng không tự nói ra, trong vô số kiếp thứ ba biết được làm Phật và có thể nói cho người biết. Ở chỗ nào Phật nói lời ấy? Trong kinh nào có lời ấy? Trong Tam Tạng Pháp Thanh Văn nói hay trong kinh Đại Thừa nói? Bọn đệ tử của Ca Trên Diên Ni Tử nói tuy trong Tam Tạng tự miệng Phật nói ra không nghi, nhưng nghĩa lý là phải vậy. Phẩm Bồ Tát trong A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa nói như vậy, trả lời rằng trong Đại Thừa nói lúc mới phát tâm là biết rằng ta sẽ thành Phật, như Bồ Tát A Già La ở bên Đức Phật Trường Thủ khi mới phát tâm, cho đến khi ở tòa Kim Cang mà thành Phật đạo, trong khoảng trung gian đó tâm điên đảo bất tịnh không sanh. Như trong Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có bốn hạng Bồ Tát và bốn thứ thọ ký, có Bồ Tát chưa phát tâm mà được thọ ký, có Bồ Tát vừa phát tâm mà được thọ ký, có Bồ Tát trước khi thọ ký người khác đều biết tự mình không biết, có Bồ Tát trước khi thọ ký người và mình đều biết. Vì sao ông nói trong vô số kiếp thứ hai biết được thọ ký mà không tự nói ra? Lại nữa Phật nói trong vô lượng vô số kiếp làm công đức muốn độ chúng sanh, vì sao chỉ nói ba vô số kiếp? Ba vô số kiếp này có lượng có hạn. Hỏi trong pháp Đại Thừa tuy có lời ấy tôi cũng không tìm được. Đáp thế là quá bậy. Pháp Đại Thừa là chân Phật Pháp, từ trong miệng Phật nói ra, ông không thể phản lại lời ấy. Ông từ trong Pháp Đại Thừa mà ra, vì sao lại nói tôi không thể tin được? Lại nữa, luận nghị của Đại Thừa đã nói rộng ở trong đó. Lại nữa, nói nghiệp nhân duyên của 32 tướng gieo trồng ở tại dục giới, chứ không phải gieo trồng ở tại sắc giới, vô sắc giới. Vì vô sắc giới không có thân, không có sắc.
mà 32 tướng ấy là để trang nghiêm thân, nên trong cõi vô sắc giới không thể gieo trồng được là phải. Còn trong cõi sắc giới vì sao không gieo trồng được? Ở trong sắc giới có các đại phạm vương thường thỉnh Phật thuyết pháp lần đầu tiên, ấy là trí tuệ thanh tịnh, có thể cầu Phật đạo. Vì sao nói không gieo trồng nhân duyên của 32 tướng được? Lại nói, chỉ ở trong loài người được gieo trồng, chứ không phải ở trong các loài khác. Nhưng như bà già Độ Long Vương ở Thập Trụ Bồ Tát, à nà bà Đạt Long Vương ở Thất Trụ Bồ Tát, La Hầu La Dù La Vương cũng là Đại Bồ Tát, sao lại nói trong các loài khác không thể gieo trồng nhân duyên của 32 tướng? Lại nói, trong loài người chỉ ở Diêm Phủ Đệ mới được gieo trồng, còn ở châu Uất Đan La Việt không thể gieo trồng. Có ý kiến cho rằng vì người ở châu kia không biết tự ngã, đắm chức khoái lạc, không có lợi căn. Nhưng Cù Đà Ni, Phất Bà Đà, hai chỗ này phước đức trí tuệ, thọ mạng hơn Diêm Phù Đà, vì sao không thể gieo trồng được? Lại nói, một ý tứ gieo trồng một tướng, nhưng tâm ấy trong khoảnh khắc có 60 lần sanh diệt. Trong một tâm không an trụ, trong một tâm ấy đã vô lực, không an trụ, không thể phân biệt, thì làm sao có thể gieo trồng tướng bậc đại nhân? Tướng bậc đại nhân ấy không thể không biết rõ biết tâm mà gieo trồng được, do vậy cũng phải nhiều ý tứ hòa hiệp mới có thể gieo trồng một tướng. Cũng như một vật nặng, một người không thể gánh, phải có sức của nhiều người. Cũng vậy, gieo trồng tướng ấy phải có đại tâm, nhiều ý tứ hòa hiệp mới gieo trồng được. Do vậy gọi là tướng trăm phước. Không thể một ý gieo trồng một tướng, các việc khác còn không thể một ý gieo trồng một việc, hà huống tướng trăm phước. Vì sao lại nói Bồ Tát Thích Ca Văn Ni tâm chưa thuần thục mà đệ tử tâm thuần thục, Bồ Tát Di Lặc tâm thuần thục mà đệ tử tâm chưa thuần thục? Lời ấy ở chỗ nào nói? Trong Tam Tạng, trong Đại Thừa Giáo không có việc ấy. Lời ấy chỉ tự tâm riêng ông xuất ra. Ông chỉ thấy Bồ Tát Thích Ca Văn Ni ở trong hàng báu, trông thấy Phật phất xa, qua 7 ngày đêm dùng một bài kệ để tán thán. Nhưng Bồ Tát Di Lặc cũng nhiều cách tán thán Phật phất xa, chỉ trong kinh A Ba Đà không nói. Nên ông không biết được đó thôi, không có nhân duyên trì, mà lại bảo rằng đệ tử của Di Lặc tâm chưa thuần thục, như thế là đều sai quấy. Ông nói, Bồ Tát hay bố thí mọi thứ mà không thương tiếc như vua Thi Tỳ, vì bố câu mà cắt thịt cho chim ó, tâm không hối hận nên biết đem tài bảo mà bố thí ấy là hạng bố thí, đem thân mạng mà bố thí ấy gọi là trung bố thí. Bố thí đủ thứ mà trong tâm không trước ấy là thượng bố thí, sau ông lại tán thán hạ bố thí là đàn ba la mật được đầy đủ. Sự bố thí này tuy có tâm từ bi nhiều và lớn, nhưng có khi có trí tuệ hiểu biết, có khi không có trí tuệ hiểu biết. Nhưng người vì cha mẹ thân thuộc mà không tiếc thân mạng, hoặc vì thân chủ mà không tiếc thân mạng, thế nên biết vì bồ câu mà thuộc mà không tiếc thân mạng là bố thí bậc trung. Hỏi, Bồ Tát là vì hết thảy chúng sinh, còn chỉ vì cha mẹ, vì thầy chủ thì đó chỉ là vì hết thảy người, cho nên chẳng phải chỉ không tiếc thân mạng mà đã cho là đàn ba la mật được đầy đủ. Đáp, tuy vì hết thảy chúng sinh mà tâm ấy không thanh tịnh, không biết thân mình là không có tự, không biết người nhận cũng là không người không chủ, không biết thật tánh của vật bố thí là chẳng thể nói một, chẳng thể nói khác. Đối với ba điều ấy mà tâm chấp trước, ấy là không thanh tịnh, chỉ được phước báo ở thế gian, không thể đi thẳng đến Phật đạo. Như nói, trong bát nhã ba la mật, ba sự là bất khả đắc, cũng không chấp trước, ấy mới là đầy đủ đàn ba la mật. Cũng vậy, cho đến nói rằng bát nhã ba la mật là hay phân chia đại địa thành quách xóm làng làm 7 phần, ấy là bát nhã ba la mật được đầy đủ thì sai. Nên biết bát nhã ba la mật ấy thật vô lượng vô biên như biển cả, chư thiên thánh nhân a la hán bích chi phật cho đến bồ tát mới hành đạo còn không thể biết bờ bến của nó, chỉ bồ tát ở thập địa mới biết được. Vì sao ông nói hay phân chia được đại địa thành quách xóm làng làm 7 phần, ấy gọi là bát nhã ba la mật được đầy đủ? Việc ấy thuộc về pháp toán số, khả năng chia đại địa chỉ là một phần ít của trong bát nhã ba la mật thế tục, cũng như một hai giọt trong nước biển cả. Thật bát nhã ba la mật là mẹ của chư Phật ban đời, hay hiển thị thật tướng của hết thảy pháp. Bát nhã ba la mật không chỗ đến không chỗ đi, tìm nó khắp mọi nơi không thể được, như huyễn thuật đi tiếng vang, như trong lòng trong nước vừa thấy liền mất. Các bậc thánh vì lòng thương xót nên tìm một tướng mà dùng nhiều danh tự, gọi bát nhã ba la mật ấy là kho trí tuệ, kho báu trí tuệ của chư Phật. Còn ông nói quá bậy. Ông nói bốn thứ quán là quán thời, quán quốc độ, quán dòng họ, quán nơi sanh.
Trong thời kỳ loài người thọ 8 vạn tuổi, Phật ra đời. Trong thời kỳ thọ 7, 6, 5, 4, 3, 2 vạn tuổi, Phật ra đời. Trong thời kỳ người đời thọ 100 tuổi là lúc Phật ra đời. Nếu chư Phật thường thương xót chúng sanh, thì sao chỉ ra đời trong 8 thời kỳ, còn các thời kỳ khác thì không? Phật Pháp không đợi thời, cũng như thuốc hay uống lúc nào lành bệnh lúc ấy, Phật Pháp cũng như thế, không đợi thời. Hỏi, tuy Bồ Tát thương xót chúng sanh, chư Phật không đợi thời, nhưng lúc là người sống lâu quá 8 vạn tuổi, nhiều khoái lạc, kiến sự nhiễm ái sâu dày, căn tánh ám độn, thời không phải là lúc có thể giáo hóa. Nếu 100 tuổi trở xuống, là người tuổi thọ ngắn, khổ hạnh nhiều, các kiết sử sân hận lại càng sâu dày hơn. Ở hai thời kỳ vui và khổ này, không phải là thời kỳ đắc đạo nên Phật không ra đời. Đáp, trừ thiền sống ngoài ngàn vạn tuổi là do nhân duyên đời trước, tùy nhiều khoái lạc, nhiễm ái sâu dày mà hay đắc đạo, huống ở trong loại người không vui hơn. Lúc đủ 3, 6 thứ bất tịnh thì dễ giáo hóa. Vì thế nên lúc người thọ 8 vạn tuổi, Phật nên ra đời, vì người trong lúc đó không bệnh tật, tâm vui, đều có lợi căn phước đức, vì lợi căn phước đức nên dễ đắc đạo. Lại nữa, thời Đức Phật Sư Tử Cổ Âm Vương, người thọ 10 vạn tuổi, thời Đức Phật Minh Vương, người thọ 700 vô số kiếp. Ở Đức Phật A Di Đà, người thọ vô lượng vô số kiếp. Sao ông nói, lúc người thọ 8 vạn tuổi, Phật không ra đời? Hỏi, trong kinh Đại Thừa có việc ấy. Trong Pháp tôi không nói đến 10 phương Phật, duy chỉ có quá khứ Thích Ca Văn Ni, Câu Trần Nhã, vân vân, 100 vị Phật, vị Lai Di Lặc, vân vân, 500 Phật. Đáp, trong luận Đại Thừa, do nhiều nhân duyên nói có ba đời 10 phương Phật. Vì sao? Vì 10 phương thế giới có già, bệnh chết, dâm độ si, vân vân, cho nên Phật cần ra đời ở quốc độ đó. Như trong kinh nói, nếu không có già, bệnh chết, phiền não thì chư Phật không ra đời. Lại nữa, nhiều người có nhiều bệnh nên phải có nhiều thầy thuốc. Trong Pháp Thành Văn các ông, như trong kinh Trường A Hàm, Vô Tỷ Sa Môn dùng kệ bạch Phật, kẻ thù các Phật quá khứ vị lai hiện tại cũng quy mạng Thích Ca Văn Phật. Kinh ông nói đến kẻ thù chư Phật quá khứ vị lai hiện tại nói quy mạng Thích Ca Văn Phật, do đó mà biết hiện tại có các Phật khác. Nếu không có Phật ở các quốc độ khác, thế tại sao trước khởi thủ tam thế Phật sau mới quy mạng riêng đối với Thích Ca Văn Phật? Vị vua tỷ sa môn ấy chưa ly dục, ở nơi Đức Phật Thích Ca Văn đắc đạo, vì tâm quá kính ái nên quy mạng. Còn đối với nơi các Phật khác thì chỉ khởi thủ. Hỏi, chính miệng Phật nói, ở một thế gian không có hai Phật ra đời trong một lúc, cũng không có hai chuyển luân thánh vương ra đời một lúc, vì thế nên trong hiện tại không thể có các Phật khác. Đáp, tuy có lời ấy mà ông không hiểu nghĩa nó. Phật nói trong một tam thiên đại thiên thế giới không có hai Phật ra đời cùng một lúc, chứ không phải nói trong mười phương thế giới hiện tại không có Phật, như trong thế giới tứ thiên hạ không có hai chuyển luân thánh vương ra đời cùng một lúc. Vì đây là người đại phúc đức, không có kẻ oán địch sanh chung một đời, nên bốn châu thiên hạ chỉ có một chuyển luân thánh vương. Đức Phật cũng như thế, trong tam thiên đại thiên thế giới không có hai Phật ra đời, Phật và chuyển luân thánh vương kinh nói như nhau. Sao ông tin các tứ châu thiên hạ khác còn có chuyển luân thánh vương mà không tin trong tam thiên đại thiên thế giới khác còn có Phật? Lại nữa, một Phật không thể độ hết tất cả chúng sanh. Nếu một Phật có thể độ hết tất cả chúng sanh, thể có thể không cần các Phật khác mà chỉ cần một Phật ra đời là đủ. Nhưng như pháp của chư Phật, khi đã độ hết các chúng sanh có thể độ thì nhập diệt như đèn tắt lửa hết, vì pháp hữu vi là vô thường tánh không. Vì thế hiện tại phải có các Phật khác. Lại nữa, chúng sanh vô lượng, khổ cũng vô lượng, cho nên phải có bậc Bồ Tát Đại Tâm xuất hiện, cũng phải có vô lượng Phật ra đời độ các chúng sanh. Hỏi, như trong kinh nói, trong vô lượng năm Phật mới xuất hiện một lần, như hoa yêu đàm bát la lâu lâu mới xuất hiện một lần. Nếu mười phương có Phật đầy đủ, vậy Phật dễ xuất hiện, dễ được, không thể gọi là khó vậy. Đáp, không phải vậy, đây là nói trong một đại thiên thế giới trải qua vô lượng năm lâu lâu Phật mới xuất hiện, chứ không phải nói trong hết thảy mười phương thế giới là khó gặp. Cũng vì người tội lỗi không biết kính, không tinh tấn cầu đạo, nên nói Phật trải qua vô lượng năm lâu lâu xuất hiện một lần. Lại vì chúng sanh ấy có nhiều tội báo, đọa trong ác đạo, vô lượng kiếp còn không nghe danh Phật, huống là thấy Phật, vì hạng người ấy mà nói Phật xuất thế khó. Hỏi, nếu hiện tại mười phương có nhiều Phật Bồ Tát vậy, nay hết thảy chúng sinh đang bị tội ác khổ não, sao không đến độ? Đáp, chúng sinh trong vô lượng vô số kiếp tội cấu sâu dày,
tuy có các phước thừa mà không có công đức để được thấy Phật nên không thấy. Như kệ nói, phước báo tốt chưa gần, tội suy chưa trừ khử, hiện tiền không thể thấy, bậc đại đức hữu lực. Các đại đức thánh nhân tâm cũng không phân biệt, từ bi với tất cả, muốn độ thoát một lần. Chúng sanh phước đức thục, trí tuệ căn cũng lớn, nếu là duyên hiện độ, tức thời được giải thoát. Ví như đại long vương tùy nguyện mà mưa xuống, tội phước theo bổn hạnh, mỗi mỗi như sở tạo. Hỏi: nếu tự có phước đức, tự có trí tuệ, người như vậy Phật độ được? Nếu không có phước đức trí tuệ, Phật không độ. Nếu vậy, đã tự có phước đức trí tuệ thì không đợi Phật độ. Đáp: phước đức trí tuệ ấy như duyên từ Phật mà phát xuất. Nếu Phật không ra đời thì các Bồ Tát đem nhân duyên của 10 điều thiện, 4 vô lượng ý, phúc báo, tội báo đời sau, các thứ nhân duyên để giáo đạo. Nếu không có Bồ Tát thì có lời thuyết giảng trong các kinh. Người gặp được pháp ấy, đương pháp ấy làm nhân duyên tu hành phước đức. Lại nữa, người tuy có phước đức trí tuệ, nhưng nếu Phật không ra đời thì chỉ thọ báo trong thế gian mà không thể đắc đạo. Nếu gặp Phật ra đời mới có thể đắc đạo, ấy là một lợi ích lớn. Ví như người có mắt, lúc không có mặt trời thì không thể trông thấy được, cần phải có ánh sáng mặt trời mới trông thấy được. Nên không được nói, ta có mắt cần gì mặt trời, như Phật nói nhờ nhân duyên trong và ngoài mới sanh chánh kiến. 1. Theo người khác mà nghe Pháp. 2. Tâm tự tư duy đúng như Pháp. Do phước đức nên hay sanh thiện tâm, do lợi căn trí tuệ nên hay tư duy đúng như Pháp. Do đó biết, do từ nơi Phật mà được, những điều luận giải như trên như thế có nhiều chỗ sai lắm. Nay vì muốn tạo luận nghị về Bát Nhã Ba La Mật nên không thể tiếp tục bàn rộng các việc khác. Hết quyển 4 theo bản Hán.